Chào các bạn Các bạn đang nghe bộ truyện Linh dị Cửu Long Chéo Quang của tác giả Vũ Độc Linh Hồn Bộ truyện được chuyển thể phun trọn bộ thành truyện audio trên kênh youtube Thích Nghe Truyện 247 Trong quá trình dịch thuật và chuyển đổi, đôi khi vẫn có một số lỗi nho nhỏ, nên các bạn chú ý trước khi nghe nhé Nếu thấy hay, các bạn hãy cho mình xin 3 giây để nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé Xin cảm ơn có sự hỗ trợ của Bạch Thắng Tuyết, Đắc Kiều Công Chúa cũng coi như tạm thời có thể thở được, thế nhưng cô vẫn không biết làm sao để giúp Long Tộc thoát khỏi khổ nạn, chỉ có thể trơ mắt nhìn đại quân Long Tộc ở phía sau bị yêu tộc của thiên đạo nhai nuốt. Lần này Long Tộc cử 400 vạn binh, tập hợp sức mạnh năng lượng của Tứ Hải Thần Long, trải qua trận chiến thê thảm này, bây giờ chỉ còn lại chưa tới 100 vạn tàn quân. Đắc Kiều Công Chúa hai mắt rung rưng, ngọn núi lửa trong lồng ngực đang phun trào, đáng tiếc lại lực bất tòng tâm những chiến binh long tộc còn sống đã chẳng còn long uy, cũng không còn năng lượng của thần long, long hồn sau khi chết cũng vì thế mà lặng ngắt như tờ. Chính vào thời khắc sinh tử này của long tộc, Thùy Họa một lần nữa thức tỉnh thần uy của tử thần, cô gầm lên một tiếng, bắt đầu tụng niệm sấm ngữ. Chúng ta không phải người sống cũng không phải người chết, chúng ta sẽ bị lãng quên bởi người còn sống và người đã chết. Chúng ta có thể quay lại thế giới trước đây đã từng nói lời ly biệt, thế nhưng vĩnh viễn không thể nào quay trở lại những ngày tháng mà chúng ta đã sống, không thể nào quay trở về bên cạnh những người mà chúng ta thương yêu. Linh hồn của các chiến binh long tộc vẫn loay hoay không chịu rời đi. Nghe thấy sấm ngữ của tử thần, năng lượng thần long bị đè nén sâu trong linh hồn cuối cùng cũng bắt đầu hồi sinh. Bọn họ nhớ lại thân phận của mình, bản thân nào phải bỏ sát, thần long càng chẳng phải yêu. Bọn họ nên bay lượn khắp chín tầng trời, vùng vẫy uy phong khắp bốn biển. Bọn họ là sứ giả của trời và đất, gọi gió hô mưa, nuốt mây nhả sương, sấm sét vây thân, thét ra kình lôi. Khi bay lượn vươn mình trong vũ trụ, khi biến mất ẩn trong sóng ba đào. Long hồn các chiến sĩ bắt đầu tự diệt chỉ vì muốn giải phóng toàn bộ năng lượng thần long bị đè nén sâu trong linh hồn. Năng lượng thần long trên chiến trường mỗi lúc một dày đặc, bắt đầu tụ lại thành mây, sau đó trôi về phía đắc kiều công chúa. Đôi mắt đẹp của đắc kiều công chúa thánh thoát từng giọt lệ rồng, khi rơi xuống đất liền hóa thành long châu chân quý nhất trên thế gian này. Cô ngẩng đầu gầm lên một tiếng, phá tan phong ấn của tôn xà chín đầu, lướt ngang qua những đám mây do năng lượng thần long hóa thành, đem tất cả sức mạnh tứ hải thần long hút vào trong cơ thể. Sức mạnh thần long tiến vào cơ thể, giao hòa cùng với năng lượng thần long trong nội thể của Đắc Kiều Công Chúa, cuối cùng cũng giúp cô Niết Bàn thành công, lấy lại sức mạnh tối thượng của thần long. Dòng sinh ra đã có thiên tính kiềm chế được vạn yêu, Đắc Kiều Công Chúa thi triển long uy, sĩ khí đại quân yêu tộc của thiên đạo trong nháy mắt liền suy yếu vô cùng, tàn quân long tộc vì thế mà nhuệ khí càng hăng, quân thanh càng mạnh đạo lý cái này mất thì cái kia sinh đại quân long tộc bắt đầu đổ sát yêu tộc grahu đắc kiều công chúa lại gầm lên một tiếng bổ nhào lao tới vuốt rồng vung lên tàn nhẫn vặt một trong số chín cái đầu của tôn xà tôn xà chín đầu bị long uy đè bẹp vốn dĩ ý chí chiến đấu chẳng có bao nhiêu nào phải đối thủ của đắc kiều công chúa tám cái đầu còn lại cũng bị đắc kiều công chúa coi như quả bóng mà vặt xuống cuối cùng chỉ kịp gào lên một tiếng thảm thiết thân xác đã về với cho bụi cuộc chiến long tộc sắp sửa kết thúc tiếng gầm của hắc long chấn ngục liễu chi nhung từ chiến trường thú tộc lúc này bèn truyền đến chương 1512, cánh cửa hư không một trong 12 thành của thiên đạo long tộc đã chinh phục được thành vạn yêu yêu tộc của ma đạo dưới sự chỉ huy của liễu chi nhung và lưu phong sương đã chiến đấu một trận đẫm máu chống lại thành thần thú lần xuất binh này tam đạo đã phái ra 800 vạn mt 800 vạn nhân giới cũng cử 800 vạn quân 800 vạn dũng sĩ của nhân giới chia thành 4 nhóm, hợp nhất với đại quân của ba đạo và MT. Lại nói về đại quân của Ma đạo, trong đó đội quân yêu tộc có 200 vạn, đội quân vong hồn có 300 vạn, còn lại 300 vạn là nhân tộc của Quy Khư và đệ tử Ma đạo ở hạ giới. Tử thần thùy họa đơn thương độc mã tiến vào lãnh địa của kẻ địch. Chiến thần mộ dung nguyên duyệt thống lĩnh đại quân thần giới, phá quân hộ pháp thiên tôn chỉ huy 300 vạn nhân tộc ở Quy Khư cùng 200 vạn dũng sĩ ở hạ giới xông vào trận địa tấn công ở trung lộ trong khi đó toàn bộ đội quân yêu tộc và vong hồn đều nằm dưới sự dẫn dắt của Liễu Chi Nhung. Trận chiến này, Lưu Phong Sương thống lĩnh đội quân yêu tộc của Ma Đạo không có mặt, vị thống soái của đội quân vong hồn Bắc Minh Tú cũng không tham chiến. Không phải Ma Đạo cố tình bảo Lưu thực lực không chịu dốc sức, mà bởi vì những người này là mồi lửa của Ma Đạo, chưa kể chiến lực của bọn họ còn xa mới có thể đảm đương trọng trách thống soái. Trong khi đó tu vi của Liễu Chi Nhung đã đạt đến cảnh giới trí tôn, chỉ một mình cô cũng có thể địch lại gần như toàn bộ chiến tướng của Quy Khư. Về phần A Lê, mục tiêu của A Lê là các đại thành chủ và chiến tướng cấp cao của Thiên đạo. Vì vậy, trong trận hiến tế này, địa vị của Liễu Chi Nhung ngang bằng với Phá Quân hộ pháp Thiên Tôn, đều là hạt nhân nòng cốt của đại quân Ma đạo. Mà cô cũng trở thành mục tiêu vây hãm chính của các chiến tướng Thiên đạo. Hắc Long bay lượn trên không trung, lân giáp màu đen rơi rụng khắp trời, máu rồng tuôn thành đầm, giống như một cơn mưa đêm giáng xuống. Dưới sự che chở của đôi cánh hắc long, đệ tử vong hồn của Ma đạo cùng đệ tử yêu tộc biên cuồng chiến đấu với đại quân thành thần thú của Thiên đạo, thế chết không sơn. Không sử dụng tới sức mạnh pháp thuật, hai bên giao tranh chỉ dựa vào tinh thần chiến đấu và bản năng giết chóc của chính mình. Thành thần thú của Thiên đạo đều là những kẻ được luyện ra từ máu huyết, sức mạnh vô song, thú thần uy mãnh. Hai quân đối đầu, đệ tử vong hồn của Ma đạo chẳng thể khiến thú thân của kẻ thù sứt mẻ trong khi thú thân yếu ớt của đệ tử yêu tộc cũng không thể địch nổi đòn công kích của đại quân thần thú. May mắn hắc Long chấn ngục có được cơ thể dũng mãnh không ai bằng. Sau khi Liễu Chi Nhung đã nuốt vô số năng lượng hắc ám cùng oán khí đến từ 18 tầng địa ngục, thân rồng bây giờ thậm chí còn vượt qua cả thân thể ma long của ngạo phong. Cô đơn thương độc mã chiến đấu với 18 vị yêu thú đều đã đạt đến sức mạnh trí tôn, vừa chém giết trên bầu trời, vừa chờ cơ hội lao xuống chiến trường bên dưới anh dũng giải vây cho đệ tử ma đạo, quét sạch chướng ngại. Càng bỏ ra nhiều, thương tích nhận lại càng trồng chất, mỗi một lần lao xuống đều phải đón nhận vô số đòn tấn công. Giờ đây trên cơ thể rồng khắp nơi đều là vết thương, ý chí cũng càng lúc càng suy giảm. Một tiếng gầm kia chính là ý chí bất cam, thề không khuất phục của Liễu Chi Nhung, thế nhưng nếu không có ai ra tay giúp đỡ, cô sẽ phải đối mặt với kiếp nạn sinh tử trong vận mệnh của mình. Đúng lúc này, A Lê gầm lên một tiếng, phi thân bay lên lưng rồng của Liễu Chi Nhung. Cách đây không lâu, A Lê đã dẫm lên cơ thể tổ long, dáng một làn mưa tên xuống chiến trường, tiêu diệt vô số kẻ địch hùng mạnh. Bây giờ ngạo phong không ở đây, A Lê dẫm lên thân thể hắc long của Liễu Chi Nhung, một bên dùng sức mạnh hồi phục thần thánh của ánh trăng để chữa trị cho Liễu Chi Nhung, một bên dùng mũi tên hắc am niên cuồng bắn xuống cường địch đang bao vây lấy hai người. Có sự hỗ trợ của A Lê, nguy cơ của Liễu Chi Nhung cũng từ từ giảm bớt. Thế nhưng, sau khi thành chủ thành thần thú gầm lên một tiếng kinh thiên động địa, Sức mạnh thần kỳ thuộc về vùng đất của Thiên Đạo bắt đầu hóa giải phong ấn. Thân thể thú thân cao lớn vạn trượng của thành chủ thành thần thú một lần nữa lại hóa thành khổng lồ, toàn thân được bao phủ bởi nghịch lân tỏa ra thần quang màu đen, đồng thời vào lúc ông ta hóa thành cự thú, hơn chục thần thú khác cũng khôi phục sức mạnh thần kỳ, bắt đầu điên cuồng công kích đệ tử ma đạo. Thú thân khổng lồ từ trên trời rơi xuống, tứ chi to lớn nghiền nát cơ thể đại quân ma đạo, cái miệng khổng lồ phát ra sóng âm đinh tai nhức óc, khiến cho vô số binh lính vong hồn hồn phi phách tán. Kể từ lúc hai bên tham chiến lần lượt lấy lại thần lực, cuộc chiến hoàn toàn rơi vào tình trạng mất kiểm soát. Lúc này thứ mà hai phương đang giao tranh chính là tốc độ chém giết. Năng lượng linh hồn của thủy Họa bùng nổ quả nhiên có thể tạo ra một vùng lãnh địa mờ dương tuyệt diệt, tuy nhiên ngọn lửa hủy diệt của thành chủ thành tận thế cũng đồng thời tiêu diệt vô số binh lính đạo môn. A Lê có Nguyệt Thần Quỹ Đạo, Hắc Thủy Thành cũng có Đồ Độc Hồng Lưu. Chương 1513, cánh cửa hư không khai. Nguyên Duệ lấy lại được Hỗn Độn Thần Nhãn thành chủ thành thiên khải cũng bật tháp đăng tử vong ánh sáng chết chóc tỏa ra từ nó có thể xuyên qua cả chiến trường phá quân hộ pháp thiên tôn tạ lưu vân tây vương mẫu đều thức tỉnh sức mạnh thần kỳ đạo thần tế thương thiên tặc tử dục nữ đế thi triển trận pháp tử vi châu thiên tinh đầu sau khi vô số sinh mệnh các dũng sĩ ở hạ giới ngã xuống sức mạnh thần kỳ cuối cùng cũng hoàn toàn bùng nổ lúc này đây những dũng sĩ bình thường đó trong nháy mắt liền trở thành vật hy sinh thực thụ thứ nghênh đón bọn họ chỉ có cái chết sức mạnh của bọn họ không đủ để tham gia vào cuộc chiến thần kỳ này mà giá trị duy nhất của bọn họ khi đến đây chỉ để làm vật hiến tế nhờ có sự hy sinh của bọn họ mà sức mạnh thần kỳ được hồi sinh lúc này toàn bộ bầu trời vực sâu hiến tế được bao phủ bởi sức mạnh thần kỳ vô số kẻ đại năng không kiêng nể gì mà dùng sức mạnh thần thông do bản thân điều khiển dáng xuống tiếp nạn hủy diệt mỗi một đạo thần quang tỏa ra đều trôn theo vô số sinh linh mỗi một tiếng gầm phát ra đều xé nát không biết bao nhiêu linh hồn còn sống là còn chiến đấu, chém giết không ngừng tay. Côn Bằng không thể tiếp tục gánh vác quá nhiều khổ nạn, tấm lưng to lớn của ông cũng chẳng thể gánh chịu quá nhiều máu tươi. Ông bắt đầu run rẩy, trong ánh mắt lóe lên một tia bối rối. Nhìn cảnh tượng bi thảm diễn ra trước mắt, tôi hận không thể nhấc kiếm giết sạch đại quân Thiên Đạo. Thế nhưng giờ chưa phải là lúc kiếm của tôi ra trận. Tôi buộc phải đợi đến khi vực sâu hiến tế cắn nuốt đủ sinh linh, đợi cánh cổng hư không mở ra. Kẻ địch của tôi chỉ có một đó là hư không quân. Nếu ông ta không xuất hiện ở thế giới này, tôi chỉ có thể nỗ lực giữ gìn sức chiến đấu ở phong độ tốt nhất, âm thầm chờ đợi ông ta. Nam Hoa nói, không một ai có thể ngăn cản sự xuất hiện của hư không quân. Biện pháp duy nhất là dáng cho ông ta một đòn chí mạng ngay khi vừa bước vào thế giới của chúng tôi. Trận đấu vẫn đang tiếp diễn, tiếng la hét giết chóc đã giảm đi rất nhiều. Đại quân thiên đạo cố nhiên chẳng ngại cái chết, thế nhưng năng lực chiến đấu lúc tốt nhất vẫn còn kém xa chúng tôi. Cuối cùng trận đấu cũng đi vào hồi kết, hai đại thánh thu U Huỳnh và Trúc Chiếu lần lượt hạ sát hai vị thành chủ, Thùy Họa một mình chiếm lấy hai thành, nhiều có tận gốc, phá quân chỉ huy đệ tử ma đạo hạ một thành, Liễu Chi Nhung và A Lê Liên Thủ dẫn dắt tàn quân đệ tử ma đạo công phá một thành, Mộ Dung Nguyên Duệ và đại quân thần giới cũng chinh phục được một thành. 12 thành của thiên đạo đã bị đại quân ma đạo của tôi quét sạch bảy thành, mà cái giá phải trả chính là, ngoại trừ chiến tướng có tu vi trí tôn gia gần như tất cả chiến binh ma đạo đều hy sinh, số người sống sót của chưa tới một nghìn. Nhân đạo, Tây Vương mẫu hạ một thành, Tạ Lưu Vân và Trương Đạo Lĩnh bắt tay nhau quét sạch một thành. Tiên đạo, Đắc Kiều Công Chúa điên cuồng phẫn nộ, dùng sức mạnh thần long thanh tẩy toàn bộ thành vạn yêu, tử dục nữ đế liên thủ với châu thiên tinh đầu tinh quân đổ sát một thành. Địa tạng vương thiên tôn của MT bắt tay với các dũng sĩ của nhân tộc, hy sinh vô số người, cuối cùng cũng chiếm được một thành. Lúc này, toàn bộ đại quân 12 thành của thiên đạo đều bị diệt, mà 4.000 vạn dũng sĩ ở hạ giới chỉ còn lại chưa tới một vạn. Côn bằng thương tích đầy mình, muốn kéo những dũng sĩ còn lại tháo chạy khỏi vực sâu hiến tế, đúng lúc này, có tiếng vang từ dưới đáy vực sâu dường như truyền đến từ thời nguyên cổ. Nghi thức hiến tế đã hoàn thành, cánh cửa hư không dần dần mở ra. Cánh cửa hư không vừa mở, một cỗ sức mạnh khổng lồ nuốt chửng vạn vật từ dưới đáy vực sinh ra. Côn bằng run rẩy cố gắng trốn chạy, lại ngặt nỗi không thể địch lại sức mạnh cắn nuốt kia. Những người sống sót trên lưng ông đều bị nỗi sợ hãi to lớn chi phối, ngay cả Thùy Hỏa cũng lộ ra vẻ mặt hoảng loạn. Người duy nhất vẫn ung dung kể từ khi cuộc chiến bắt đầu là Nam Hoa chân Nhân bên cạnh tôi đây. Nam Hoa chân Nhân, côn bằng giao cho người. Tôi nói, tạ lan, hư không quân giao cho cậu đó. Tôi và Nam Hoa nhìn nhau cười khổ, trận chiến thiên đạo cuối cùng cũng bắt đầu. mười 1514, rơi vào hắc ám. Côn bằng trao đảo trên bờ vực, không thể chống lại sức hút đang nuốt chừng mọi thứ từ vực thẳm hy sinh. Phía dưới, sức mạnh thôn vệ hình thành vòng xoáy khổng lồ, sau khi nhận được máu hiến tế từ vô số sinh linh, vòng xoáy lớn thực tủy biết vị lại thôn vệ càng nhiều sinh linh hơn. Côn bằng không thể trốn thoát, từ từ rơi xuống, ngay cả chúng sinh y cóng cũng chỉ có thể cùng rơi xuống với y, không thể rời khỏi lưng côn bằng. Thùy họa rút minh hà đao, cố gắng dùng sức mạnh của minh hà đao để vượt qua vòng xoáy, giúp côn bằng thoát khỏi hiểm cảnh nhưng dù có cố gắng thế nào lưỡi đao minh hà lại như trâu bùn chìm dưới biển không có dấu hiệu quay lại a lê bắn hát ám chiều vào trong vòng xoáy tiễn rơi như mưa cũng không tạo ra một chút dao động nào song xoáy lớn xoay nhanh sẽ nát cơ thể to lớn của côn bằng không ai có thể ngăn chặn nó cũng không ai có thể trốn thoát nỗi sợ hãi dần lất hát mọi thứ nhóm người không ngừng tụ lại ở giữa côn bằng họ như đang náu mình trên chiếc thuyền trôi giữa đại dương bao la vô lực mất phương hướng lúc này đã không còn thần minh nào nữa. Quy luật lực lượng tuy vẫn còn, nhưng họ cũng chỉ như những đứa trẻ không có sức chống trả trước sức mạnh thôn vệ điên cuồng của vòng xoáy. Thùy Hòa cúi đầu xinh đẹp thiêu hãnh, phá quân thu ánh mắt kiên quyết trở về. Tử dục nữ đế không còn cao quý tựa tinh tú, ý chí chiến đấu trong mắt Tây Vương mẫu cũng dần tiêu tan, tạ Lưu Vân đã không còn bình tĩnh, Khương Tuyết Dương cũng cao mày, địa tạng Vương Thiên Tôn cũng không còn pháp quyết. Để lại chúng sinh với một tiếng thở dài và nỗi bi ai việc nên làm đều đã làm thiên đạo đã chết thiên quốc biến thành vùng đất ngày tận thế toàn bộ thuộc hạ của thiên đạo đều bị giết chết với cái giá phải trả là ngàn vạn người đã chết nhưng khi hư không quân tới tất cả những việc họ làm đều là vô ích không ai có thể chống lại ý chí của hư không quân giống như năm xưa chúng sinh không dám đối mặt với thiên đạo là do chúng ta không có đủ can đảm sao mộ dung nguyên dệ hỏi cô là chiến thần thông hiểu đạo của chiến thần hiểu rõ nhân tâm nhân tính cô tin thất bại này là do sự yếu đuối từ bản chất con người và vấn đề chính là dũng khí của họ không phải như vậy không ai có thể làm tốt như những người ở đây ta từng hóa thành chúng thần ở cổ giới các ngươi có ý chí và quyết tâm mà không vị thần nào có được các ngươi là những dũng sĩ mạnh mẽ nhất trong vũ trụ này là những ngọn núi kiên cường nhất cũng là những vị tinh tú rực rỡ nhất đạo thần nói nhưng chúng ta vẫn thất bại thùy họa trầm mặc nói từ thần bệ hạ người thất bại không phải các cô là nó nếu ngay cả thái sơ tử thần cũng mất đi dũng khí vậy thì cuộc chiến này hiển nhiên đã vượt quá tầm kiểm soát của nó đạo thần nói nó mà ngài nói là tử dục nữ đế hỏi bản thân quy luật thiên địa trận chiến chúng sinh với trời ý chí của chúng sinh là hiện thân của quy luật thiên địa hiện tại trận đấu đã kết thúc ý chí của quy luật thiên địa sắp cạn kiệt không còn sức ngăn cản hư không quân xuất hiện côn bằng vẫn đang rơi xuống ma vật bắt đầu từ đáy vực thẳng sông lên những ma vật này mang vẻ ngoài hung dữ xấu xí, thân thể to lớn. Hầu hết chúng đều mang sừng trên đầu, hai cánh trên lưng, miệng phun ra lửa và cái đuôi kéo dài từ phía sau. Ngọn lửa xanh tà ác bao trùm cơ thể ác ma của chúng, thiêu đốt dòng chữ tà ác trên cơ thể chúng. Có những ác ma khỏa thân, có những ác ma mang giáp trên người. Trong mắt chúng là những lời nguyền rủa độc ác, trong miệng phát ra những tiếng gầm hủy diệt từ địa ngục. Điều quan trọng là chúng không thuộc về thế giới của chúng tôi chúng tới từ vực thẳm hư không, được hư không quân triệu hoán tới thế giới này. Trước đó chiến ý của Thùy Hỏa và những người khác đều xuống dốc, dũng khí cũng mất đi, vì họ đã đánh mất mục tiêu và đối mặt với hư không vô tận. Lúc này những ác ma tới từ thế giới khác xuất hiện, chúng đang khơi dậy linh hồn và lòng dũng cảm của họ. Chỉ là trận chiến tiếp theo sẽ vô cùng tàn khốc, chắc chắn sẽ có rất nhiều người phải chết. Mỗi một ác ma từ hư không đều có chiến lược trí tôn, chúng tới đây chính là để hủy diệt. Chúng không chỉ giết, mà còn phải đuổi tận giết tuyệt. Thùy Họa là người đầu tiên ra tay, nhanh chóng dùng đao chém đầu ác ma bay lên từ dưới vực sâu. Con quỷ có cơ thể hoàn mỹ, phải trên cơ thể đều được chúc phúc từ vực thẳm, tràn đầy sức mạnh, bùng lên ngọn lửa xanh tà ác. Nó không có tên, là chủng vật hoàn toàn xa lạ với thế giới của chúng tôi. Cánh cổng hư không tựa như vết nứt từ địa ngục, vậy cứ gọi nó là ngục thú. Ngục thú sử dụng ma thương hai đầu, một đầu màu đỏ, đầu kia màu lục. Ma thương dài ngàn thước, sức công phá hủy diệt mạnh mẽ, đến mức thần linh cũng phải khiếp sợ. Giết, Thùy Họa một đao chém xuống, mục thú dùng mũi giáo đỏ chặn lại. Chỉ nghe một tiếng vang lớn, Minh Hà đao chém mạnh lên thần thương, nhưng chỉ ép nó lùi về sau 10 thước. Đối với thân hình khổng lồ của nó, khoảng cách trục thước này gần như là bất động. Lực lượng thật mạnh mẽ, Thùy Họa thầm thở dài, ra tay càng thêm tàn nhẫn. Chiến đấu trong vực thẳm, cô đem toàn bộ sức mạnh thần uy của mình hóa thành sức mạnh và tốc độ, minh hà đao chỉ dùng làm vũ khí cận chiến điều này giúp cô phát huy tối đa sức mạnh hủy diệt thùy họa lại chém một đao địa ngục thú lại dùng thương cản lại không ngờ lần này thùy họa sử dụng hóa thân liên hoa đòn tấn công trực diện chỉ là hư ảnh phân thần đánh lực hướng khi cô đưa hư ảnh khác nhanh chóng lao xuống tấn công từ sau lưng địa ngục thú cũng lần nữa giơ minh hà đao lên giết gầm lên một tiếng cuồng loạn thùy họa lần nữa tạo ra cảnh tượng rúng động tâm can trong mắt tam giới chúng sinh một đao rạch xuống vai và lưng địa ngục thú, lưỡi đao dài hẹp cắt thẳng vào cơ thể địa ngục thú, bùng lên ngọn lửa tà ác vô tận. Em mờ dương tuyệt diệt đao, vô cùng mạnh mẽ, thùy họa nghiến răng rút đao ra, lưỡi đao sắc bén đâm vào lưng địa ngục thú như trẻ tre. Cho tới khi địa ngục thú hoàn toàn bị chém làm đôi, nó nổ tung thành hai khối thịt lớn cháy rực lục hỏa, rơi xuống vực thẳng hư không. Hành động của thùy họa mang lại dũng khí vô tận cho mọi người. Côn bằng tiếp tục rơi xuống, đụng phải ngày càng nhiều địa ngục thú mọi người bắt đầu trận chiến đẫm máu bi trong tuyệt vọng vô tận. Cho dù là chịu cảnh diệt tuyệt, cho dù là rơi vào địa ngục. Xin cứ để chúng tôi dùng chém giết để kết thúc, chiến tử trên chiến trường và không bao giờ nhìn lại. Trường 1515, Hư không hiện thân một. Trong khi mọi người đang đi theo côn bằng khi chiến đấu và rơi vào vực thẳm hư không, vùng trời phía trên vực thẳm xuất hiện hai cơn lốc xoáy đen trắng. Cơn lốc đen trắng vừa nuốt trừng luồng linh khí thuần khiết từ đất trời, đồng thời cũng không ngừng hút lấy năng lượng hắc ám từ sâu trong vực thẳm hư không luồng khí linh khí thuần khiết là nguồn năng lượng sinh mệnh của vũ trụ được tập hợp từ các pháp tắc của trời đất năng lượng hắc ám là năng lượng tà ác đã bị pháp tắc trời đất chấn áp trong quá khứ trong trận chiến cuối cùng đã không có sự phân biệt giữa thiện và ác trên trời hay dưới đất nữa bất luận là công lý hay tà ác ánh sáng hay bóng tối hỗn loạn hay trật tự tất cả đều phải tập hợp lại cùng chống lại lại sự ra đời của hư không quân pháp tắc trời đất đã tiêu hao hết mọi cái giá, người điều khiển cơn lốc đen trắng đó chính là Nam Hoa chân nhân. Vực sâu hư không nuốt chửng mọi thứ phía dưới, lốc xoáy đen trắng lại muốn kéo côn bằng quay trở lại để cứu vãn mọi thứ. Nhìn vào cơn lốc xoáy đen trắng trên đầu, Mộ Dung Nguyên Duệ rơi vào trầm tư, phát ra lời triệu hồi u huỳnh cùng chúc chiếu đang huyết chiến anh dũng với địa ngục. Hai đại thần thú trông thấy lốc xoáy đen trắng không thể ngừng lại, hai thần thú mỗi người gầm lên một tiếng dài rồi bay lên trời, hòa vào hai luồng lốc xoáy đen trắng. Sau khi hai đại thánh thú lần lượt dung hợp vào lốc xoáy đen trắng, lốc xoáy đen trắng cuối cùng cũng đã có thể nối liền với nhau, tạo thành một hình âm dương ngư hoàn hảo, chính là Thái cực. Nếu chúng ta coi khoảng không hỗn loạn vô tận không có trước sau, không có trái phải, không quá khứ, không tương lai, không trung tâm và không ranh giới là vô cực, thì thứ duy nhất có thể tạo tác ra thứ gì đó từ hư vô và cứu rỗi hư không chính chỉ có thể là Thái cực. Thái cực đồ xuất hiện, cuối cùng tôi cũng hiểu được thân phận của Nam Hoa chân nhân, xác nhận sự suy đoán của mình cô ấy là người tạo ra cũng vừa là nguồn gốc của sự hủy diệt. Nếu cô ấy không ở lại thế giới của chúng ta, vậy thì hư không quân sẽ không để mắt đến mảng thế giới này và thậm chí có thể ông ta vĩnh viễn không bao giờ đến với thế giới của chúng ta. Người đầu tiên tới là Nam Hoa, sự có mặt của thiên đạo cũng chỉ để xác định tọa độ của cô. Cái gọi là hư không quân chính là chúa tể của sự sống vĩnh cửu vô tận. Còn người được gọi là Nam Hoa chân nhân thực chất là chủ nhân của linh cảm tiên thiên thái cực. Bản chất của trận chiến này là cuộc chiến giữa Thái cực và Vô cực. Họ đã chiến đấu trong vô số vũ trụ, vô số vị diện thế giới, mà bây giờ họ đã đến vũ trụ của chúng ta để tiến hành trận chiến cuối cùng. Người bị liên lụy là tất cả chúng sinh trong vũ trụ, từ sâu bọ đến thần linh, từ thực vật đến mặt trời, mặt trăng và vì sao, tất cả mọi thứ đều không thể tránh khỏi liên quan đến trận chiến Thái cực Vô cực. Trước đó thì Thùy Hỏa và tôi cũng đã đưa ra một số phỏng đoán nhưng chúng tôi chỉ nghĩ rằng nam hoa nhận lệnh từ côn bằng mang một hạt giống từ vũ trụ bên ngoài đến mọi chuyện xảy ra ở nhân gian tiếp theo đó đều đến từ một giấc mơ của nam hoa trong giấc mơ đó cô ấy đã tiên đoán về những gì xảy đến với ngân gian bây giờ xem ra nam hoa không phải người tạo ra giấc mơ mà là kẻ trộm giấc mơ vì để né tránh sự truy đuổi của hư không quân chủ vĩnh sinh cô ấy đã ẩn náu trong vũ trụ của chúng tôi và coi vũ trụ của chúng tôi như một mông cảnh của mình khi thái cực đồ xuất hiện cũng là lúc nam hoa tỉnh dậy từ giấc mơ bây giờ tôi hiểu ra thì vẫn chưa quá muộn bởi vì nhiều thứ sẽ cho dù mình có biết trước được sự thật thì vẫn sẽ diễn ra theo đúng ý muốn của cô ấy khi nam hoa và tôi chia tay tôi nói với cô ấy rằng hãy bảo vệ côn bằng thật tốt tôi cũng giao tất cả chúng sinh trên lưng côn bằng lại cho cô ấy trong lịch sử quá khứ nam hoa đã không chỉ thất bại một lần nên cô ấy không thể không sống ký sinh từ hết giấc mơ này đến giấc mơ khác khi tỉnh dậy sau một giấc mơ cũng là lúc giấc mơ tan vỡ. chương 1516, Hư không hiện thân khai Tuy nhiên, tôi không muốn tỉnh dậy khỏi giấc mơ này và cũng không được phép tỉnh dậy. Nam Hoa với sức mạnh thái cực đồ đối đầu với lực lượng nuốt chừng từ vực sâu, côn bằng ở trong một luồng xoay vòng bất tận, nhưng tạm thời đã ngừng không rơi xuống nữa. Mà trên lưng côn bằng, Thùy Hỏa và những người khác lại rơi vào một trận chiến cam gâu và đẫm máu hơn. Cánh cổng hư không đã được mở ra, Vô số quái thú địa ngục đã được dịch chuyển từ đó đến thế giới của chúng tôi, họ muốn tiêu diệt hết tất cả những quái thú này và không một con nào có thể trốn thoát. Cuộc chiến bất tận vẫn tiếp tục như thể không có hồi kết. Tôi cầm chuôi kiếm trong tay và quan sát chuyện đang xảy ra, nhưng lại không nhảy xuống vực thẳm và tham gia trận chiến. Cơ hội dành cho tôi chỉ có một và tôi không thể thất bại, một khi thất bại thì cả thế giới sẽ tan vỡ. Tôi nhìn thấy Thùy Hỏa càng đánh càng hăng say, tôi thấy mồ hôi chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp của Lê. Tôi có hơi lo lắng không biết mũi tiến của cô ấy có đủ hay không. Tôi thấy bộ quần áo trắng của tạ Lưu Vân đã dính đầy máu, so với Thủy Hòa và các vị thần thái sơ khác, sức mạnh trí tôn của ông ta cho đến bây giờ vẫn còn quá yếu, nhưng ông ta có thể gắng ngượng đến giờ phút này đã sử dụng cạn kiệt sức lực của mình. Bây giờ ông ta thay vì nói là dựa vào thần niệm của mình để chiến đấu chi bằng nói rằng ông ta đang chiến đấu dựa trên ý chí ngoan cường của mình. Tôi nhìn thấy Trương Thiên Sư, ông ta đang chiến đấu hết mình với một con quái thú địa ngục hai đầu. Ông ta dùng pháp kiếm lôi đình chặt đứt một trong hai cái đầu, nhưng phần lớn cơ thể anh ta đã bị đốt cháy bởi ngọn lửa địa ngục phun ra từ miệng của con quái thú. Tôi nhìn thấy Trương Thiên Sư và cũng tận mắt chứng kiến sự nằm xuống của ông ta. Sự xuất hiện của Tây Vương Mẫu chỉ có đủ thời gian để cứu Trương Thiên Sư khỏi tình huống bi thảm bị thiêu dụi, nhưng bà ta đã không thể cứu ông ta khỏi cái chết. Thanh kiếm trong tay tôi run lên, nhưng tôi vẫn quyết định làm lơ trước Trương Thiên Sư. Sau đó, tôi nhìn thấy đạo thần, tay cầm ngọn thương thiên tạc chiến đấu dưới đáy vực sâu, toàn thân nhuốm đầy máu. Ánh sáng của ngọn thương thiên tạc càng ngày càng mờ nhạt dần, hiển nhiên là ông ta đã không thể chống đỡ được nữa. Ở bên cạnh ông ta là Bạch Thắng Tuyết tựa như đóa sen, luôn theo sau ông ta. Nếu không phải là vì bảo vệ cô ấy, đạo thần cũng sẽ không khốn khổ như vậy, nhưng ông ta không phàn nàn chính là bởi vì sự quyết tâm của Bạch Thắng Tuyết. Long Vương cuối cùng của Long tộc cũng đã chiến tử, Đắc Kiều phun ra ngọc rồng và hấp thụ toàn bộ tinh hoa trong đó cô ấy cũng không thể chống đỡ lâu hơn được nữa tinh bàn của tử dục nữ đế đã vỡ tan tất cả các vị tinh quân theo sau bà toàn bộ cũng đều đã nằm lại biến thành những đốm sao và chìm trong bóng tối vô tận phá quân hộ pháp thiên tôn tràn đầy ý chí chiến đấu nhưng khối ngọc này đã đầy vết rạn nứt tuyết dương hóa thành kim ngao đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy hình thái chiến đấu của cô ấy cô ấy và liễu chi nhung chăm sóc lẫn nhau cùng chống lại những sát kiếp ập đến hết lần này đến lần khác địa tạng vương thiên tôn như ngọn đèn cạn dầu, ông ta lui về phía sau cùng của côn bằng và niệm chú vãng xanh. Nguyên Duệ vẫn đang chiến đấu hết mình, sức chiến đấu của cô ấy không thể xem là mạnh, những phân thần mà cô ấy có thể triệu tập cũng đã bị tan vỡ, giờ đây chỉ còn lại bổn tôn cô ấy ở lại chiến đấu, mà sát kiếp thì chẳng ngừng. Đệ tử ma đạo, đệ tử tiên đạo, đệ tử nhân đạo, dũng sĩ nhân gian, dũng sĩ MT, lượng người tôi có thể thấy còn lại rất ít. Đối với những người có thể sống sót, Tôi chỉ có thể nói rằng họ là con cưng của vận mệnh, cũng là những chiến binh mạnh nhất trong hư không qua các thời đại và là niềm tự hào của chúng sinh. Người khốn khổ nhất chính là Côn Bằng, ý chí của ông ta sắp yếu dần đi, đôi mắt lờ đã ngước lên hết lần này đến lần khác, muốn bắt lấy bóng dáng Nam Hoa. Đáng tiếc ông ta không nhìn thấy được, người tạo tác ra giấc mộng, làm sao có thể nhìn thấy những thứ ngoài mộng được. Cuối cùng, trong lòng Côn Bằng bị nỗi tuyệt vọng chiếm giữ lấy. Ông ta từ bỏ việc vùng vẫy và nhanh chóng rơi xuống vực thẳm. Hành động này của côn bằng khiến những sinh vật ban đầu bị mắc kẹt trong trận chiến khốn khổ lại phải rơi vào đường chết. Đạo thần chết trong trận chiến, bạch thắng tuyết nằm xuống, công chúa Đắc Kiều chiến tử, Liễu Chi Nhung bị rơi vào bóng tối, sống chết không rõ. Địa tạng vương Thiên Tôn, mất, biến thành hoa sen đỏ, chiếu sáng trong bóng tối như những vì sao. Đúng lúc này, một thanh âm lớn từ trong cổng giới hư môn truyền đến, một bàn tay hắc ám khổng lồ duỗi ra. Ta đến rồi chương 1517, rút kiếm theo cảm tính. Một khi côn rơi vào khoảng hư không, tất thảy hạt giống sự sống của thế giới này đều sẽ bị mất đi và ánh sáng của các vị thần cũng sẽ bị che lấp. Nam Hoa, vào thời điểm quan trọng gay gâu nhất, tôi hét lên tên của Nam Hoa, cầm theo nửa thanh kiếm đã gãy đôi nhảy xuống vực sâu hư không. Tốc độ của tôi rất nhanh, vượt qua cả giới hạn của mình. Điều này là do tôi chưa tham gia bất kỳ trận chiến nào và đang bảo toàn thể lực của mình nên cơ thể, ý chí, linh hồn và kiếm ý của tôi đều ở trạng thái đỉnh cao. Khi tôi rơi xuống, đồng thời cũng giải phóng hình kiếm khí hỗn loạn của thanh kiếm vạn thiên sấm ngữ. Luồng kiếm khí này tuy được giải phóng ra nhưng không bung loạn, chỉ quanh quẩn xung quanh tôi, tạo thành một vòng xoáy hình mũi khoan. Khi tốc độ rơi của tôi tăng tốc dần, vòng xoáy hình chóp nhọn này ngày càng lớn hơn, dần dần hội tụ thành cơn bão kiếm khí hỗn loạn mạnh mẽ. Cơn bão kiếm khí hỗn loạn đã ngăn cách tôi tương tác với thế giới bên ngoài, đồng thời khiến tôi càng ngày càng có được tốc độ cực cao. Chẳng bao lâu, tôi đã vượt qua côn đang rơi xuống một cách mất thăng bằng, vượt qua thủy hỏa và phá quân cùng những người khác vẫn đang trong cuộc huyết chiến nơi vực thẳm. Khi lướt ngang qua họ, tôi giơ tay đánh ra hai luồng kiếm khí, luồng khí này đẩy họ lên trở lại lưng côn bằng. Nam Hoa bắt đầu phát huy lực lượng, cá âm dương đen trắng tăng tốc bơi nhanh hơn, tạo thành một cơn lốc xoáy đen trắng, liều mạng kéo côn bằng lên trên. Tuy nhiên, vì hư không quân đã vươn cánh tay to lớn vào thế giới này nên nam hoa không thể chống cự được hơn nữa côn bằng vẫn từ từ lắc lư rơi xuống tôi đã vượt qua côn bằng và rơi vào làn thú chiều từ địa ngục vô tận cơn bão kiếm khí điên cuồng cắn xé bất kỳ con quái thú địa ngục nào cố gắng đến gần tôi đều bị cơn bão kiếm khí cứa qua rồi vỡ nát lần này tôi dùng toàn bộ quyết tâm và mọi thứ trong huyền quan để dồn lực tấn công kể từ thời điểm kiếm khí giải phóng dòng kiếm khí hỗn loạn đầu tiên huyền quan của tôi đã bắt đầu sụp đổ và trở nên trống rỗng cùng với việc giải phóng dòng năng lượng kiếm khí huyền quan của tôi bắt đầu thu nhỏ lại mỗi gốc cây ngọn cỏ bên trong đều bị tôi hiến tế thành kiếm khí dùng toàn bộ huyền quan biến thành kiếm khí sau đó kết hợp với kiếm tâm hỗn loạn được giải phóng ra tạo thành một cơn bão kiếm khí hỗn loạn tôi trong trạng thái này không ai có thể ngăn cản cũng không ai có thể chặn lại giống như khi Lưu Phong Thiên Tôn thân hóa mưa sao băng, tôi luyện hóa toàn bộ huyền quan của mình. Máu huyết của quái thú sôi sục lên, không biết bao nhiêu ác linh đã tan biến. Lực hút của hư không quân kết hợp với sức mạnh xuyên thấu của cơn bão kiếm khí đã khiến tốc độ của tôi thực sự đạt đến cấp bậc cực hạn của vũ trụ vạn cổ. Thậm chí, chỉ cần tăng nhanh thêm một đơn vị nữa, tôi sẽ xuyên qua cả thời gian, biến mất tâm mất dạng. Với tốc độ không thể kiểm soát như vậy, hình bóng của tôi bắt đầu nhấp nháy, đôi khi biến hiện thực thành hư, đôi khi từ hư vô trở thành thực tại bản thân tôi đang ở trong nhập nhằng giữa ánh sáng và bóng tối huyền quan đang biến mất nhanh chóng hơn thế giới thuộc về tôi ngày càng nhỏ hơn năng lượng kiếm khí bộc phát ra thì ngày càng lớn mạnh hơn không ai có thể ngăn lại sự đặt cược của tôi vào thế giới tương lai tất cả tà ma và ác linh đang cố gắng ngăn cản tôi sẽ chỉ có con đường chết bên tai tôi văng vẳng những tiếng kêu thảm thiết nối tiếp nhau bữa tiệc thịnh soạn của địa ngục và trách nhiệm giết chóc của thanh kiếm tất cả đều tập trung về nơi đây tôi dùng hết sức vùng thanh kiếm trong tay, hình kiếm khi vốn đang trạng thái hình chóp nhọn này đã được tôi bung ra từ phía. Sau khi bung nó ra, tôi nhận được một kiếm hải. Kiếm hải hỗn loạn, lúc này, nước biển ở huyền quan đa số đều đã được tôi luyện hóa, núi non cũng biến mất. Tôi biến đá, cỏ và cây cối hóa thành kiếm khí và hòa nó vào kiếm hải, dung hòa những cơn gió lớn, mưa to vào kiếm hải, hòa trộn mặt trời, mặt trăng và các vì sao bên trong huyền quan của tôi vào cả kiếm hải. Tất cả mọi thứ có trong huyền quan, tôi đều dung hòa chúng vào kiếm hải. Kiếm hải bao trùm vực thẳm, cắt đứt sức mạnh nuốt chửng của hư không quân. Sau một thời gian ngắn bị cô lập, Côn Bằng cuối cùng đã thoát khỏi khốn cảnh, lực hút thái cực của Nam Hoa đã hút Côn Bằng khỏi lồng giam. Côn Bằng lại bay lên trên, tôi thấy Thủy Họa đang rơi xuống mà không quan tâm đến sự an toàn của bản thân. Phá Quân đưa tay về phía Thủy Họa, ống tay áo của Tạ Lưu Vân vòng qua eo cô, từ dục nữ đế kéo cô ấy lên bằng sức mạnh tinh quang tiếng thú gầm của Khương Tuyết Dương đã đánh tàn ý chí và quyết tâm của Thùy Hỏa. Địa tạng vương đã dùng nỗ lực cuối cùng của mình, biến ra một bông sen đỏ nở dưới chân Thùy Hỏa. Không, tạ lan, anh đã hứa với em rồi mà. Tạ lan, Thùy Hỏa đã bộc lộ bộ mặt điên rồi nhất của cô ấy kể từ khi chúng tôi gặp nhau. Tôi có thể nghe thấy tiếng hét thấu tâm can của cô ấy nhưng tôi chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ. Bao nhiêu yêu hận tình thù, bao nhiêu sự sống và cái chết trong một khoảnh khắc. Xin hỏi, người cũng đến đây tìm bạch hà sầu sao. Nếu ta lấy được hoàng hà lệnh, đừng nói là thành hoàng gia nhỏ nhoi đó, ngay cả quỷ tướng của MT đến đây thì cũng không dám làm gì ta. Đáng tiếc các ngươi đã tới muộn một bước, một người phụ nữ không lấy hai chồng, tử sinh khiết khoát, giữ tử thành tuyết, chấp tử chi thủ, giữ tử giai lão. Ta vì chàng mà bạc tóc, chàng nên quý trọng ta thì hơn. Từng cảnh tượng của những sự kiện trong quá khứ kèm theo những tiếng la hét xé lòng của thủy họa cứ thế lướt qua đầu tôi. Tạ Lan, anh gạt em. Trong cả cuộc đời tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc lừa dối ai, nhưng lại nói dối với người tôi yêu nhất. Có rất nhiều chuyện tôi còn chưa nói với cô ấy, kể từ khi trở thành ma đạo tổ sư đến nay, tôi hiếm khi có được sự vui vẻ. Hạnh phúc không nhiều, nhưng điều tôi không bao giờ có thể quên chính là ở trong quân trướng giúp cô ấy cởi giáp, chỉnh trang y phục. Chiến ý vẫn chưa tận, máu huyết vẫn dâng trào, mỹ nhân cởi giáp, đêm lên đồ. Trong tình cảnh này, tuyết ở côn lôn và nước ở ao hoa đào dường như đều trở thành phông nền. Rốt cuộc, Thùy Hỏa vẫn không vùng vẫy thoát ra được, cô ấy cứ khóc, nôn ra máu, tóc rối bù, trông rất thê thảm. Sự cân bằng ngắn hạn của kiếm hải rất nhanh chóng đã bị phá vỡ. Hư không quân duỗi ra một đôi tay và khuấy động toàn bộ nước biển phía bên dưới, gây ra những đợt sóng lớn. Kiếm hải của tôi không thể phong ấn vực sâu, cho dù tôi cược hết cả toàn bộ huyền quan, tôi cũng chỉ có thể trì hoãn nó một lát. May mắn thay, tôi đã nhìn thấy côn kịp rời khỏi vực thẳng và trở về bầu trời trong xanh vào giây phút cuối cùng trước khi kiếm hải vỡ vụn cuối cùng tôi cũng buông bỏ tâm can đang giằng xé của mình và cuối cùng cũng có thể tập trung toàn bộ sức lực vào trận chiến cuối cùng với hư không quân tôi chút kiếm hải ra và dùng toàn bộ nguồn kiếm khí vô tận chém một nhát về phía đáy vực thẳng hư không thú chiều cuồn cuộn bị kiếm hải nhấn chìm gây ra vô số thương vong đợi khi kiếm khí bị dập tắt trong vực sâu đã không còn bất kỳ sinh vật sống nào chỉ còn lại bóng dáng uy nghiêm của hư không quân. chương 1518, đối mặt trực diện với hư không một. Chân tôi dẫm lên nền đất đen trống rỗng, như thể bất cứ lúc nào tôi cũng có thể rơi xuống vực thẳm khác. Màn xương đen có sức xuyên thấu linh hồn, ăn mòn xương cốt, trực tiếp muốn lấy linh hồn, máu thịt người khác. Tôi không thể không nín thở, nheo đôi mắt lại, kiếm tâm đập liên hồi như chống đánh, màng nhĩ như bị xé toạc, rõ ràng là chẳng có âm thanh gì nhưng lại rất chói tai xuyên qua bóng tối vô tận, tôi nhìn thấy một cơ thể ma quái khổng lồ, trên đầu đầy những chiếc sừng kim loại sắc nhọn và một bộ áo giáp đang cháy rực ngọn lửa màu đen. Bộ chiến giáp này phát ra ánh kim loại và mang theo sức mạnh cháy bỏng của ngọn lửa. Tóc ông ta như một dòng lửa cháy rực, dầu ông ta như lưỡi dao sắc bén chưa hơ qua lửa. Tôi không thể nhìn rõ khuôn mặt thật của ông ta, vì khuôn mặt anh ta bị bao phủ bởi nguồn thần uy vô tận. Cũng như thể một con kiến thì chẳng cách nào nhìn rõ mặt của loài người. Ác mà này vừa đáng sợ là vừa hoàn hảo đến tột đỉnh. Nhìn thấy ông ta, cuối cùng tôi cũng hiểu rằng chúng tôi không thuộc cùng một thế giới. Trước mặt ông ta, thế nhỏ bé không chỉ một mình tôi mà cả thế giới tôi đang sống cũng trở nên mỏng manh và yếu ớt. Không gian xung quanh ông ta bị bóp méo, không chỉ ánh sáng và bóng tối mà còn cả các chiều không gian cũng bị vặn vẹo cả. Bây giờ tôi đã hiểu tại sao ông ta không thể đích thân đến thế giới của chúng tôi mà phải cử đi một bóng hình phản chiếu bởi vì ông ta đến từ một không gian với vĩ độ cao ông ta là một sinh vật cao cấp việc ông ta đến xuyên qua các vĩ độ mà đến đã tạo cho bản thân ông ta sự thương tổn không nhẹ tôi thấy lồng ngực ông ta nứt toạc ra để lộ nội tạng đỏ hồng ông ta cau mày lại dường như đang rất đau đớn đến với thế giới mỏng manh và yếu ớt này đã làm tổn thương cơ thể hoàn hảo của ông và đồng thời cũng đã xâm phạm đến tôn nghiêm của ông ta hư không quân chủ của sự hủy diệt kẻ đã giơ tay đã có thể tiêu hủy hàng ngàn vạn ngôi sao và phá hủy vô số vũ trụ trong đời, lại không thể không đích thân đến để hủy diệt thế giới nhỏ bé của chúng tôi. Đối với ông ta thì đây là một sự báng bổ. Sự báng bổ này khiến ông ta vô cùng tức giận. Ông ta đang trừng mắt nhìn tôi, trong đôi mắt ông ta chứa đầy sự nhạo báng vô tận và lóe lên sự khát máu. Vũ khí của ông ta là một thanh kiếm, một thanh kiếm gãy giống như thanh kiếm trong tay tôi. Khí tức tà ác kinh người, nửa trên của lưới kiếm đã bị gãy nửa còn lại vẫn mang theo sức mạnh xé nát bầu trời tôi rất tò mò về việc ai đã chặt đôi thanh kiếm của ông ta bởi vì tôi không thể tưởng tượng được ai khác có thể là đối thủ của tên ác ma đứng trước mặt tôi đây một ác ma hoàn hảo chẳng ai sánh bằng tôi đã nhìn thấy thời không quân thời không quân yếu đuối và lố bịch như một đứa trẻ khi đứng trước mặt ông ta tôi cũng từng nhìn thấy nam hoa càng khó tưởng tượng nam hoa nhiều lần thoát chết dưới sự truy đuổi của ông ta điều này là chuyện không thể nào trong lúc này trong lòng tôi dâng lên một cảm giác thất bại mãnh liệt, lẽ nào chỉ có sự hỗn loạn và hư không mới là vĩnh hằng thực sự. Nếu vô cực là hình thái cuối cùng thì tại sao trên đời này lại có thái cực? Tôi nhớ ra rồi, đó là sức mạnh của mộng cảnh. Nam Hoa đã dựa vào sức mạnh của mộng cảnh mới có thể trốn thoát hết lần này đến lần khác. Thế nhưng, mộng cảnh cũng là một loại hư vô. Thùy Hỏa đã từng nói, thứ tồn tại cuối cùng sẽ vỡ tan, thứ vĩnh cửu cuối cùng rồi cũng sẽ diệt phong, Cuộc đời này là muôn màu muôn vẻ, đều là thứ dụ hoặc lòng người cả. Có thể thấy cô cũng đồng tình với Hư Vô, nhưng cái Hư Vô mà cô nghĩ chắc chắn không đáng sợ bằng những gì cô nhìn thấy trước mắt. Ác mộng cuối cùng cũng phải tỉnh và tôi nhìn thấy sự mong manh của bản thân mình, cũng thấy được sự mong manh của thế giới. Hư Không Quân không cần phải tự mình ra tay, chỉ cần thể hiện cơ thể hoàn hảo của mình đã khiến tôi hiểu rõ, hiểu sâu sắc về Hư Không Quân. Một số người tồn tại chỉ để sống, để bảo vệ bản thân tìm kiếm điểm chung và khác biệt khi cùng nhau chống chọi, để hòa hợp mình với thiên nhiên. Mà một số người tồn tại là để hủy diệt, chỉ có sự hủy diệt và giết chóc vô tận mới có thể khiến họ cảm nhận được sự tồn tại của mình. Tương tự như vậy, chỉ bằng cách tạo ra khoảng hư không từ nơi này đến nơi khác, thì trái tim vốn đã trống rỗng của họ mới có thể được lấp đầy. Bởi vì khi bạn nhìn chằm chằm vào vực thẳm thì vực thẳm cũng đang nhìn chằm chằm vào bạn. Chương 1519, đối mặt trực diện với hư không 2. Điều đáng buồn nhất là, hư không đó rất có thể lại là đích đến của mọi sự tồn tại, đây mới là sự bi ai to lớn nhất. Thật đáng tiếc, kiếm đạo siêu việt như vậy lại phải dùng để bảo vệ một thế giới vụn vỡ tầm thường chẳng đáng nói đến. Ác ma mở miệng, lời nói như sấm sét đánh vào trái tim tôi, máu từ thất khiếu trào ra ổng ọc. Gia nhập cùng với ta và ngươi sẽ được nếm trải niềm vui ngọt ngào nhất trên thế gian này, niềm vui của sự hủy diệt. Và lại ta có thể chắc chắn rằng, ngươi có thể hiểu bản thân mình rõ ràng hơn và không bao giờ bị dụ hoặc bởi mộng cảnh nữa ta vẫn luôn sống một cách rất chân thật tôi yếu ớt trả lời trong thế giới của ngươi chỉ có cái chết là hiện thực duy nhất mà cái chết không phải là sự kết thúc mà chỉ là sự khởi đầu của một thứ khác mà thôi có lẽ cái chết đáng được ca ngợi trong cách nhìn của ngươi nhưng ta vẫn phải sử dụng thanh kiếm trong tay ta để bảo vệ tôn nghiêm của người đang sống từng có vô số người đã nói điều này trước mặt ta ngươi có biết kết cục của họ không tôi im lặng M thầm tích lũy sức mạnh, chuẩn bị phát động cuộc tấn công. Trước sức mạnh thần uy của ông ta, cả sinh lực, thần niệm và ý chí của tôi đều nhanh chóng suy giảm và cạn kiệt. Dù bị nỗi sợ hãi thống trị nhưng thanh kiếm vẫn giữ lại hơi ấm cuối cùng của sự sống. Chỉ vì trong tay tôi còn có một thanh kiếm, trên thân kiếm có khắc ngàn vạn lời tiên tri thuộc về người sống. Tôi nhận thấy vết thương trên ngực ác ma ngày càng nghiêm trọng, máu đổ như thác nước, chảy khắp mặt đất vực thẳm từng có một tên trộm từng đánh cắp một hạt giống thế giới quý giá của ta có người đã lợi dụng hạt giống thế giới này để dệt nên một giấc mơ hoàn hảo và cố gắng biến nó thành vĩnh hằng đáng tiếc chỉ cần là giấc mơ thì sẽ có ngày phải thức tỉnh kẻ trộm mà ngươi nhắc đến phải chăng là tạ mạt lăng mà đạo tổ sư nếu như ngươi đã biết ông ấy là người đánh cắp hạt giống thế giới của ngươi tại sao ngươi lại không giết chết ông ta tôi hỏi tôi muốn kéo dài thời gian ra càng lâu càng tốt hư không quân không thể ở lại thế giới của chúng tôi quá lâu Tôi sẽ lợi dụng lúc ôm ta yếu nhất để giáng một đòn chí mạng lên người ôm ta. Ta không giết hắn là bởi vì hắn không xứng để ta xuyên qua vũ trụ đến thế giới của các ngươi, ta chỉ cần một bóng ảnh phản chiếu đã có thể tiêu diệt hắn. Nếu ngươi không giết hắn, lại muốn giết ta, ngươi cũng coi trọng ta quá rồi. Xem ra ngươi vẫn chưa biết rốt cuộc thì mình là thứ gì. Ta là cái gì, ngươi là? Ác ma chỉ nói được một nửa lời, lông mày đã nhíu thật chặt. Rất hiển nhiên điều ông ta định nói đã dấy lên sự nghi hoặc trong lòng ông ta, hoặc là ông ta đột nhiên quên mất điều mình đang muốn nói. Tuy nhiên, sự dối dám này không kéo dài được bao lâu, ngay sau đó ông ta lại cau mày, trên môi nở một nụ cười chế giễu. Ta nghĩ ra rồi, người chính là, vào thời điểm ác ma sắp tiết lộ ra sự thật, tôi đã quyết định tấn công. Đây là thời điểm tôi đang chờ đợi, thời điểm hoàn hảo để tấn công. Những gì ác ma muốn nói đối với tôi rất quan trọng, thậm chí còn quan trọng hơn cả mạng sống của tôi ông ta nghĩ tôi sẽ kiên nhẫn lắng nghe hết câu thậm chí ông ta còn nghĩ rằng miễn là người có tai nghe thì nên chăm chú lắng tai nghe sự thật mà ông ta muốn nói tiếc thay tôi lại muốn làm điều ngược lại thanh kiếm vạn thiên sấm ngữ không còn đủ để giải phóng kiếm khí đòn tấn công của tôi gần như yếu đến mức nực cười bởi vì cơ thể tôi đã bị bóng tối ăn mòn nên tôi thậm chí không thể di chuyển quá dữ dội gần ngay trước mắt xa tận chân trời cuối cùng tôi chọn cách ném thanh kiếm gãy trong tay mình đi. Kiếm vạn thiên sấm ngữ giống như một chiếc lông vũ, nhẹ nhàng và không có bất kỳ sức mạnh tấn công nào, nhưng nó lại được cắm thẳng vào lồng ngực của ác ma ở một góc độ hoàn hảo và khó thực hiện nhất. chương 1520, thanh kiếm hoàn mỹ. Ác ma gầm lên một tiếng tựa sấm. Thương tổn mà thanh kiếm gãy của tôi gây ra cho nó không đáng kể tới mức không đáng nhắc tới. Nhưng quả thật gã đã bị con kiến trước mắt làm tổn thương, đó là sự thật rõ ràng. Ác ma càng thêm giận dữ, của máu trong mắt ngày càng nhiều khiến hai mắt đỏ ngầu. Gã bị sỉ nhục, cũng bị lừa gạt, điều mà gã không thể chịu được là một con kiến hôi như tôi lại có thể đánh lén trước thần uy mạnh mẽ của gã. Ác ma bước một bước về phía tôi, thân thể hoàn mỹ mà khủng bố của gã bước tới ngày càng gần, máu cũng chảy xuống như thác. Gã vung tay rút thanh kiếm gãy cắm trong ngực ra, đồng thời giơ lên thanh kiếm cũng đã bị gãy của mình. Sau đó, gã bắt chéo hai thanh kiếm gãy lại với nhau, dùng toàn bộ thần lực của mình tập trung vào cánh tay tôi nhìn thấy liệt diễm hừng hực và kim loại nóng chảy trào ra từ cánh tay gã, hai thanh kiếm gãy dưới liệt diễm cũng đang dần tan chảy. Các phù văn đen trắng thuộc về vạn thiên sấm ngôn kiếm lần lượt bị phá vỡ, bị phù văn hư không nuốt hết toàn bộ. Cuối cùng vạn thiên sấm ngôn kiếm bị hóa thành dòng nhiệt lưu đỏ, bị thanh kiếm đã gãy mất một nửa của hư không quân hấp thụ và hoàn toàn ở trong đó. Biến hóa vẫn chưa dừng lại, vì trên tay gã vẫn còn cầm một thanh kiếm gãy. Hư không quân tập trong vào công việc trước mắt mà quên mất tôi, con kiến hôi vừa mới cắn gã một cái. Vẻ mặt gã tràn ngập sự ngạc nhiên, nhưng hơn cả là sự vui vẻ. Gã chậm rãi đưa kim loại nóng chảy vào thân kiếm, tập trung lặp lại đi lặp lại. Cơ duyên hoàn mỹ, kiệt tác vô thường, đây chính là thần binh mà ta hằng tìm kiếm. Kiếm của ta từng bị gãy trong trận chiến với phụ thân của Nam Hoa, chủ nhân của hỗn nguyên thái cực, và nó cũng không còn hoàn mỹ nữa. Là ngươi đã cho ta cơ duyên đúc lại nó. Hư không quân là chủ nhân của vô cực, nên người duy nhất có tư cách đối địch với gã chỉ có thể là chủ nhân thái cực chỉ là tôi không nghĩ tới đó không phải nam hoa mà là phụ thân của nam hoa sau này tôi mới biết được chủ nhân thái cực đã vẫn lạc trước khi chết ông đã truyền chút linh cảm còn lại của mình vào vòng xoáy thái cực âm dương truyền tới bên ngoài hư không tôi không biết đã qua bao nhiêu năm linh cảm này mới xuất hiện trở lại và hóa thành trạng thái của thái cực chỉ có người mạnh mẽ như chủ nhân của hỗn độn thái cực mới xứng trở thành kẻ thù của ác ma hoàn mỹ trước mặt này tôi ở trước mặt gã thì tính là gì đâu chưa nói ngoài vũ trụ tôi thậm chí còn chưa có đủ hiểu biết về vũ trụ của chúng tôi hư không quân nuốt chừng mọi thứ hủy diệt những thứ đang tồn tại hỗn nguyên thái cực là gì chủ nhân của tạo hóa sao họ làm sao để hủy diệt và tạo ra thế giới lại là ai đã tạo ra chúng tôi hư không bên ngoài vũ trụ là do ai thay đổi vô số vũ trụ kia là ai đã tạo ra tôi không thể động cũng không thể nói chỉ có thể trơ mắt nhìn hư không quân luyện hóa tâm huyết cả đời của tôi vạn thiên sấm môn kiếm không chỉ là tâm huyết một đời của tôi mà còn là hy vọng của thế giới chúng tôi hy vọng của thái cổ tam giới nhân gian tam giới thậm chí là vũ trụ vạn cổ lúc này hy vọng đã bị dập tắt mà tôi được coi như là kẻ bị kiểm soát bởi thiên đạo hiện tại là người phát ngôn cho chúng sinh tôi lại chỉ có thể bất lực trơ mắt mà nhìn những chuyện này xảy ra, chờ đợi cái chết của bản thân. Tâm tình thê lương trong vực sâu tâm tối, bài hát phúng điếu không ai hát, vì nơi này không có ai cả. Cuối cùng hư không quân hoàn thành kiệt tác của mình, kiếm gãy được đúc lại, một luồng thần quang trói lóa mê hồn lưu chuyển khắp thân kiếm, luồng thần quang tràn ngậm ánh đen. Ánh đen thuộc về cái chết và hủy diệt, thần quang thuộc về kỳ tích của thần linh. Đây chắc chắn là thần binh độc nhất vô nhị, hoàn mỹ tới mức không thể tồn tại trên đời không một từ ngữ nào diễn tả được sự hoàn mỹ và tà ác của thanh kiếm này, nó lại được ác ma vững vàng nắm lấy. Tôi nghe được tiếng thì thầm trong bóng tối, phát ra từ cánh cổng hư không phía sau ác ma. Vô số ngục thú hết lời khen ngợi thanh kiếm ở bên kia cánh cổng. Tôi lại nghe được tiếng vang của thời không từ huyền quan hoang vu của mình. Huyền quan của tôi từng đại diện cho thế giới tương lai, nhưng giờ đây nó lại chỉ được sử dụng làm lăng một của thời không quân. Ông ấy cứ mãi ngủ say không tỉnh, chỉ phát ra tiếng thở dài trong giấc ngủ say. Ma đạo tổ sư, để cảm tạ cống hiến giúp ta rèn ra được thanh kiếm này của ngươi, ta sẽ ban cho ngươi một phần thưởng ngọt ngào. Hư không quân nói, là gì, tôi hỏi, cái chết, đối với con người ở thế giới các ngươi mà nói, không có gì ngọt ngào và đáng nhớ hơn cái chết. Vậy trước khi chết, ta có thể hỏi ông một câu không? Như người ước nguyện, thanh kiếm này có tên không? Câu hỏi của tôi, lại thành công làm trì hoãn thời gian mặc dù tôi không biết liệu sự trì hoãn này có còn ý nghĩa với tôi hay không hư không quân rơi vào trầm tư vết thương trên ngực ngày càng nghiêm trọng nhưng gã tựa hồ không để ý chút nào từng có một cái tên ta đặt tên nó là kẻ hủy diệt vạn vật hư không nhận nhưng lúc này nó đã có thêm biến hóa mạnh mẽ hơn trước ta tin nếu chủ nhân của thổn nguyên thái cực sống lại ta cũng có thể dùng một kiếm chém được thái cực đồ của hắn ta cần phải nghĩ ra cái tên mới cho nó thánh kiếm không tên Ông định đặt tên gì cho nó? Tôi hỏi, vạn vật quy khư, hủy diệt bình minh, cắt đứt hy vọng, để thế giới vĩnh viễn chìm đắm trong bóng tối hư không. Thanh kiếm này nên đặt theo tên của ta, ta gọi nó là Vô Cực Hư Không Kiếm." Hư Không Quân nói với vẻ mặt tự hào. "Chúc mừng, tôi nhẹ giọng nói, cùng vui, chúc mừng ngươi trở thành vong hồn đầu tiên bị kiếm của ta giết." Thương thế của ác ma ngày càng nặng, gã vừa nói ra lời này, cũng tự nhận ra được vấn đề này. Kiếm đã được rèn một cách hoàn mỹ. Chỉ cần gã giết tôi lần nữa, ngay khi gã rút lui vào khoảng không, thế giới sẽ bị hủy diệt với ngục thú phía sau gã. Ác ma một tay nắm chặt hư không kiếm, nhẹ nhàng đâm về phía trước. Lưới kiếm sắc bén dễ dàng xuyên thủng ngực tôi như đâm qua mảnh giấy. Trước mắt tôi tối đen như mực, thậm chí là trước khi chết tôi cũng không hỏi gã, tôi, rốt cuộc là cái gì? chương 1521, Mạt Lăng tái sinh một Điếu ca không ai hát, chỉ có thể thầm hát trong lòng. Trái tim đã sớm vỡ vụn, trở thành thế phẩm cho ác ma. Máu chảy theo thân kiếm hoàn mỹ, mỗi nơi trong huyền quan của tôi bị một kiếm quy khư, chỉ để lại dư âm trong thời không. Tôi nỗ lực nở nụ cười cay đắng, nhưng tiếc là khóe môi không còn cử động được nữa. Kiếm vừa rút ra, vết thương của hư không quân cũng trở nên nghiêm trọng hơn, tôi cũng nghe được tiếng thở nặng nề của gã. Gã không vội rút ác ma kiếm, cố gắng ổn định cơ thể ác ma đang run rẩy. Nếu có người tấn công gã lúc này, chắc chắn sẽ là một đòn chí mạng. Nhưng liệu có ai tới được vực thẳm hư không mà ngay cả Nam Hoa cũng không thể? Thùy Họa bất lực, nơi vực thẳm này, ác ma chỉ cần một tia thần niệm là đủ giết được cô. Tôi có thể sống sót tới hiện tại, đều là vì tôi đã hy sinh toàn bộ huyền quan của mình, đặt cược vào thế giới tương lai. Nhưng đó không phải tất cả. Đúng như ác ma nói, tôi không biết mình là cái gì. Tôi là cái gì đây? Nếu được chọn, tôi hy vọng mình là tia nắng ban mai chiếu qua cửa sổ, là làn gió nhẹ thổi qua tóc vì Họa lúc hoàng hôn tôi sống thế giới không một ai biết tôi chết cả thế giới đều bị trôn vùi cùng tôi đây không phải kết quả mà tôi muốn tôi tuyệt đối không thể chết nước mắt trào ra là sự bất kham và tiếc hận của tôi trái tim tan vỡ lưới kiếm xuyên qua cơ thể toàn bộ máu của tôi bị hư không kiếm hấp thụ ngay cả thần hồn cũng không thể trốn thoát ý thức trở nên hỗn loạn thần hồn biến thanh vô số mảnh thần niệm sáng ngời nếu một người chết đi ba hồn bảy vía tán loạn sẽ trực tiếp bị tiêu diệt người tu hành vì thường xuyên tu luyện thần hồn thậm chí là luyện tập nguyên thần thần hồn bị tiêu tán thì thần niệm cũng không bị tiêu tán ngay lập tức mà sẽ tiếp tục như vậy trong một khoảng thời gian năm xưa khương tuyết dương thân chết hồn tan thần niệm được gửi ở trong huyền quan của tôi chính là vì vậy tu vi đạt tới cảnh giới này của tôi hồn trong người đã bị kiếm hồn thay thế thần niệm có thể tồn tại rất lâu gió thổi không tan xét đánh không diệt thiên địa cũng không có cách nào trừ khi có ai đó có sức mạnh tương tự ra tay Thần niệm của tôi mới bị tiêu diệt, phá hủy hoàn toàn linh thức của tôi. Kiếm hồn bị xé thành từng mảnh, mỗi mảnh vỡ đều mang theo dấu ấn linh hồn. Vốn tưởng những mảnh hồn này sẽ bị kiếm khí của ác ma phá hủy, nhưng ai biết chúng lại lần lượt chảy vào thân kiếm. Như thể tôi đã nhận được lời triệu tập, hoặc là một sự bảo vệ nào đó. Đúng vậy, thanh kiếm của ác ma được rèn từ vạn thiên sấm môn kiếm đã nuốt chửng tôi, và vạn thiên sấm môn kiếm từ lâu đã được kết nối với tâm linh và máu của tôi hơi thở của ác ma ngày càng gấp gáp gã bị thương nặng và hiển nhiên không nhận thức được chuyện gì đang xảy ra trên thanh kiếm những mảnh kiếm hồn của tôi đều được thân kiếm góp nhặt dưới mắt gã lúc này thân kiếm hỗn độn của tôi đã hoàn toàn biến mất những mảnh thần niệm còn lại của tôi cũng không thể tìm được ở ngoại giới người ngoài nhìn vào tôi đã bị cô lập với thế giới này ác ma bình hồn hô hấp rút hư không kiếm ra xoay người đi về phía cánh cổng nhiệm cụ của gã đã hoàn thành mặc dù thế giới chưa bị phá vỡ dù nhiều sinh vật vẫn chưa bị tàn sát nhưng đây đã không còn là việc của gã nữa gã sẽ giao những việc sau đó cho những ngục thú đang nóng lòng muốn phá vỡ cánh cổng hư không tạ lan thật đáng tiếc tới cuối cùng ngươi vẫn không biết ngươi là gì ngươi chết rồi thế giới này cũng tiêu tùng ác ma lẩm bẩm sải bước về phía cánh cổng thân thể hoàn mỹ của ác ma vẫn đang chảy mái thanh kiếm ác ma mà gã nắm chặt trong tay để lại vết hằn sâu trên mặt đất sắp bị chìm vào khoảng không cùng với gã chương 1522, Mạt Lăng tái sinh 2. Dần dần, hư không quân hoàn toàn biến mất khỏi cánh cổng, chỉ còn lại một tay cầm kiếm. Đúng lúc này, một tiếng sấm đột nhiên vang lên từ bầu trời phía trên vực thẳm. Tiếng sấm mạnh mẽ và uy lực, ánh sáng do tia sét mang lại ngay lập tức xé nát màn đêm. Vực thẳm hư không nuốt chửng mọi thứ, dù có ánh sáng cũng sẽ bị dập tắt trong nháy mắt. Nhưng bóng tối ở đây lại không thể nuốt chửng được tia sét này. Tia sét tựa như thanh kiếm sắc bén, xuyên qua màn đêm bóng tối dày đặc. Cùng với tia sét xuất hiện một bóng người, nam nhân tóc đen mắt đen, thân mặc áo choàng đen, tay cầm một cây thương. Nếu có người nhìn thấy, nhất định sẽ phát hiện cây thương trong tay y rất giống của đạo thần, nhưng y không phải đạo thần. Thương này được gọi là thiên tạc chi thương, và nam nhân này có cái tên vang dội khắp nhân gian tam giới, thậm chí là cả chư thiên vạn giới. Ma đạo tổ sư tạ mặt lăng, nhưng không phải y đã vẫn lạc và rơi vào trong tay thiên đạo, Thần hóa Hy Di và thiên địa đồng quy rồi sao? Tại sao y lại xuất hiện ở đây? Sau lưng côn, chúng thần đều vô cùng chấn kinh, tâm trí nảy sinh hoài nghi, nhất tể hướng ánh nhìn về Nam Hoa. Nhưng bản thân Nam Hoa cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Không ai nghĩ tới y lại xuất hiện ở đây, điều đó nằm ngoài sự mong đợi của mọi người. Nam Hoa chân nhân, là y sao? Đạo tổ xuất hiện, phá quân hộ pháp thiên tôn bắt đầu không tự chủ được cảm xúc. Là y, y vẫn chưa chết ta cũng không biết xảy ra chuyện gì. Nam Hoa lắc đầu nói, ta mặc kệ ông ta tại sao lại xuất hiện, nếu ông ta cứu được chồng tôi, tôi vẫn coi ông ta là ma đạo tổ sư. Nếu ông ta không thể, tôi mong ông ta vĩnh viễn bị chôn vùi trong vực thẳm cùng tạ lan. Thùy họa mái đầu rối tung, nước mắt lăn dài, đã không còn uy phong tử thần. Nguyên Duệ ôm chặt cô từ phía sau, tuyết dương xoay kiếm chặn ở trước mặt cô. Nếu Thùy họa ngang ngược lao về phía trước, kiếm của tuyết dương sẽ xuyên qua tim cô. Mà lúc này, y phục của tuyết xương cũng đã nhuộm sắc máu từ lâu. Em mờ phủ, vùng đất cửu U, U minh thần điện. Nữ đế thất khiếu chảy máu, sắc mặt tái nhợt và ngón tay vàng vọt, lục đạo luân hồi kiếm trong tay nằm trong vũng máu. Thứ trong vũng máu lúc này là máu của chúng sinh, lục đạo luân hồi kiếm sẽ cứu rỗi linh hồn của chúng sinh. Thương vong từ giận chiến ở thiên quốc không thể tính toán, nhân gian cũng đang phải gánh chịu tai ương và chất động lưu lại. Trước khi chết, thiên đạo đã nguyền rủa chư thiên vạn giới, mà hư không quân hiện thân tựa như đã ứng nghiệm lời nguyền của thiên đạo. Không biết đã có bao nhiêu sinh linh trên khắp nhân gian chết dưới ác chú. Đột nhiên, thân thể nữ đế run rẩy, khóe miệng rộ nụ cười đầy máu. Chàng trở về rồi, ai, mạnh bà thiên tôn hỏi, tạ, mạt, lăng, nữ đế nói từng chữ, y không phải thân hóa hy di và thiên địa quy hồi rồi sao? Mạnh bà hỏi cùng một câu hỏi như phá quân hộ pháp thiên tôn. Nam Hoa không thể nào đưa ra câu trả lời, nhưng lần này, Nữ đế lại có thể nói ra đáp án. Trong trận chiến này, biểu hiện của Tạ Lan quá mức nổi bật, thậm chí khiến mọi người phải để mắt tới cậu ta. Thiên đạo coi cậu ta thành kẻ thù sinh tử, hư không quân cũng thông qua cổng truyền tống mà biết tới cậu ta. Tất cả mọi người đều bỏ qua một sự tồn tại không nên lãng quên, chính là bản thân quy luật thiên địa. Qua luật thiên địa không có linh thức, chỉ có ý chí. Tuy ảnh hưởng tới vạn vật, nhưng không thể xuất hiện trong hình dạng của thần để ngăn cản tai ương vậy thì nó có thể làm gì? Mạnh bà thiên tôn hỏi, quy luật thiên địa đúng là không có chiến lực, nhưng cô đã quên một điểm quan trọng nhất. Mạt lăng thân hóa hy di và thiên địa hồi quy, chàng ở trong vòng tay của nó, trở thành một phần của quy luật. Bây giờ, nó gửi mạt lăng trở lại, vậy thì, tạ mạt lăng có thể phá vỡ cục diện cái chết của tạ lan không? Nữ đế trầm mặc, thật lâu sau mới nói, có lẽ chàng có thể cứu được thế giới sắp bị phá hủy này, nhưng chàng chắc chắn không thể cứu được tạ lan khỏi tay hư không quân. Tại sao, ý chí của hư không quân không thể xâm nhập, nếu gã muốn tạ Lan chết, tạ Lan liền chết không có chỗ chôn. Chương 1523, Ác ma rút lui. Hư không quân chỉ còn một bước nữa là có thể rút lui hoàn toàn vào cổng hư không. Nói đúng hơn là gã chỉ cần thu về thanh kiếm sau lưng. Có thể ác ma liên tục bị suy yếu bởi chiều không gian, mất nhiều máu tới mức sau khi giết tôi, gã chỉ có thể thu kiếm rút lui. Ác ma có kiêu hãnh của ác ma, gã có thể lựa chọn bỏ chạy nhanh chóng điều này chỉ khiến dáng vẻ của gã trông có chút nhếch nhác, không ai dám cười nhau. Bởi vì nhìn khắp vũ trụ, gã đã xứng với một bậc quân vương. Nhưng gã muốn bước đi từ tốn hơn, chính lòng từ tôn này đã khiến gã không tránh được phải gánh được bất hạnh kéo theo. Đạo tổ tạ mạt lăng trở lại, quy luật thiên địa đã mở ra cho y thông đạo thời không đặc biệt. Y đột nhiên nhảy ra khỏi khoảng không, xuyên qua bóng đêm như tia sét rồi chạm tới vực thẳm. Thời điểm ác ma chuẩn bị rút lui khỏi cánh cổng hư không, Tạ Mạt Lăng một thân khí phách anh hùng xông tới, dồn toàn lực vào Thiên Tạc Thương trong tay, hàng vạn thần mang từ trong thương bùng phát ra ngoài. Mũi thương tựa tinh đầu, đâm mạnh vào bàn tay đang cầm kiếm của Ác Ma. Thân thể Ác Ma hoàn mỹ cho dù bị trọng thương cũng không dễ dàng bị những kẻ hạ đẳng làm tổn thương, thậm chí không để lại một giọt máu ác ma nào. Tiếc là, người tới lại là Tạ Mạt Lăng, Tạ Mạt Lăng hoàn toàn không tới từ chiều không gian bậc thấp của chúng tôi. Giống như Ác Ma, y cũng tới từ chiều không gian bậc cao nhưng thế giới của y đã bị hư không quân hủy diệt từ lâu. Gào, một tiếng gầm phẫn nộ vang lên từ phía sau cánh cổng hư không, trực tiếp xét nát bức màn ánh sáng của cánh cổng hư không. Không biết có bao nhiêu ngục thú đã chết vì tiếng gầm phẫn nộ này. Tiếng gầm tới từ vực sâu, nhanh chóng xuyên qua khoảng không. Côn bằng vừa thu lại đôi cánh của mình, bị tiếng gầm làm cho sợ hãi, kêu lên một tiếng thảm thiết, rũ xuống đôi cánh to như dạng mây những dũng sĩ nhân gian và các vị thần vũ trụ ở trên lưng côn bằng đều bị tiếng gầm làm cho chấn động thần hồn. Khương Tuyết Dương vốn đã bị thương, lúc này liền phun ra ngụm máu. Thùy hỏa trong cơn thịnh nộ bị mất kiểm soát, trong lúc mất cảnh giác bị tiếng gầm làm cho thần hồn của cô xuất hiện các vết nứt. Thần nhãn của Nguyên Duệ ứa máu, U Huỳnh Trúc Chiếu đều phát ra tiếng kêu thảm thiết. Tạ Lưu Vân càng khốn khổ hơn, thần hồn trực tiếp rời khỏi cơ thể nếu không có nam hoa chân nhân nhanh chóng dẫn độ bằng tiên thiên em mờ dương nhị khí thì y đã không thoát khỏi nguy cơ tử vong. Số ít dũng sĩ nhân gian và chư thần viễn cổ cũng bị tiếng gầm của ác ma gánh chịu nguy cơ tử vong lần nữa, thương vong cận kề. Còn ma đạo của tôi, hắc ám cự long sinh tử bất hòa cũng nghe được tiếng gầm từ vực sâu vang vọng khắp gầm trời, thân rồng bị hủy diệt hoàn toàn, long hồn cũng không thể thoát khỏi nguy cơ cái chết. Long châu vỡ nát, chỉ còn lại những mảnh thần niệm tập hợp lại hình dạng ban đầu của liễu đại xa, vặn vẹo thoát khỏi vực thẳm, một thân tu vi không còn. Khương Tuyết Dương đưa tay về hướng Liễu Chi Dung, cô cuộn tròn trong tay Tuyết Dương, giống như nam hoa ôm lấy phần tàn hồn của côn bằng trong tay. Chi Dung, Tuyết Dương bật khóc, chiến tướng ma đạo vốn đã không còn nhiều, mặc dù Liễu Chi Dung lúc này vẫn còn thần nghiệp, nhưng vĩnh viễn không còn mạnh mẽ như hắc ám cự long. Thanh Khâu Hồ tộc vẫn được Lưu Phong Sương bảo vệ, nhưng cả tộc Tương Liễu Quy Khư không có ai bảo vệ họ. Tương Liễu, Tương Liễu, tình này chân thành cứng hơn vàng đá nam hoa đây là tiếng gầm của gã sao thùy hòa cứng ngắc quay đầu lạnh lùng nhìn nam hoa hỏi là gã gã bị thương rồi ta chưa từng thấy gã đổ máu cũng chưa từng thấy gã thất bại lúc này gã bị thương điều này căn bản là không có khả năng ai mà đạo tổ sư đời trước đã trở thành truyền thuyết quả nhiên có những việc chỉ có ngài ấy mới có thể làm được tử dục nữ đế than thở sao nào trong mắt cô tạ lan nhà ta kém xa hắn Thùy Hòa cau mày, trừng mắt nhìn tử dục, tử thần bệ hạ, tôi không phải có ý này. Tử dục nói xong mới ý thức được lời mình nói không ổn, hoảng sợ xin lỗi. Thùy Hòa, Tuyết Dương lên tiếng gọi Thùy Hòa, nhưng Thùy Hòa chỉ hư lạnh rồi không để ý tới nữa. Trên lưng côn bằng chỉ còn hơn chục người, tất cả mọi người bao gồm nam hoa chân nhân đều bị thương. Nhưng không ai trong họ muốn rời đi, họ đều đang chờ đợi tin tức từ dưới vực thẳm. Tiếng gầm của hư không quân đã mang cho họ chút hy vọng họ hy vọng tạ mạt lăng có thể tận dụng cơ hội đẩy lùi hư không quân và cứu lấy thế giới sắp sụp đổ còn về cái chết của tôi không ai dám suy đoán huyền quan đã vỡ nát làm sao có thể sống sót được đây vùng đất vực thẳng hư không quân với thân thể gần như đã hoàn toàn vượt qua cánh cổng phát ra tiếng gầm kinh hoàng cùng với tiếng gầm này trong lòng gã nảy lên sự hối hận vô tận hư không quân cả đời chưa từng thất bại lần này cuối cùng cũng phải nếm trải nỗi đau thất bại gã không tính được quy luật thiên địa không tính tới tạ mặt lăng quay đầu nhìn lại nhìn thấy bàn tay cầm kiếm bị thiên tạc thương ghim thẳng xuống vực sâu gã muốn dùng thêm sức để rút kiếm ra nhưng vẫn hoàn toàn vô lực thanh kiếm vốn được liên kết với máu của gã sau khi hấp thụ máu của ác ma nó sẽ bạo phát thần uy vô tận nhưng dù tay gã có chảy thêm bao nhiêu máu cũng không thể khơi dậy chút linh thức nào từ thanh kiếm điều này khiến gã vô cùng khó chịu lẽ ra gã không nên vội vàng đúng lại kiếm như vậy gã là chủ nhân của sự hủy diệt, hư không quân, có có cơ thể ác ma hoàn mỹ nhưng lại không thể có lại một thanh kiếm hoàn mỹ. Bởi vì khi sự hoàn mỹ đạt tới tận cùng, chính là sự hủy diệt. Gã chỉ cần dùng một thanh kiếm gãy để chiến đấu với chư thiên vạn thế, vạn cổ hư không. Đây là sai lầm lớn nhất mà gã phạm phải cho tới hôm nay. Hư không quân lại gầm lên một tiếng, từ phía sau cánh cổng hư không truyền đến một trận cuồng phong hủy diệt quét qua vạn giới, quét qua cơ thể tạ mạt lăng cuồng phong hủy diệt thổi bay vô số tinh tú rồi tan biến theo gió nó từng hủy diệt rất nhiều thế giới tràn đầy sinh cơ xóa rổ mọi sinh linh tạo ra những sa mạc chết chóc khi cơn gió hủy diệt thổi về phía ma tộc trên da của y lập tức xuất hiện rất nhiều vết rách máu thịt bay khắp nơi máu thịt bay khắp nơi bị cơn gió hủy diệt biến thành huyết vụ đỏ tươi cắt đi mái tóc dài của y phá hủy đạo phổ ngay cả máu thịt cũng văng tung tóe chỉ còn lại cánh tay lộ ra xương trắng đang cầm thương xương cũng gần như bị nổ thành bột vụn nhưng y vẫn nắm chặt thiên tặc thương dù chết cũng không buông ra hơi thở của hư không quân cũng dần cạn kiệt nếu tình trạng bế tắc cứ tiếp tục gã không chỉ mất đi một thanh kiếm hay một cánh tay mà còn mất đi cả cơ thể ác ma hoàn mỹ của mình cánh cổng truyền tống hư không đang có dấu hiệu sụp đổ đây là sự sỉ nhục mà gã vĩnh viễn không thể chấp nhận được ác ma chọn cách rút lui buông bỏ thanh kiếm trong tay để mũi thương thiên tặc đâm trong lòng bàn tay rút về cánh cổng hư không sau một tiếng thở dài, cánh cổng hư không từ từ đóng lại, tiếng gầm của ngục thú cũng biến mất. Quỷ thần minh minh, tự tư tự trọng, niệm xong sấm ngôn, tạ mạt lăng cuối cùng đau tới ngất đi. chương 1524, Lan đang nơi nào một. Vòng xoáy đã ngừng chuyển động, bóng tối trong vực sâu hiến tế cũng đã biến mất. Vực sâu có những lúc cũng thật nông, chỉ cần ác nghiệm biến mất, nơi này liền có thể biến thành bình nguyên. Tới khi bóng tối đã hoàn toàn tiêu tan, côn bằng cõng trên lưng các vị thần minh từ trên không trung lượn xuống đáy vực. Ở nơi ấy, bọn họ nhìn thấy tạ mạt lăng lúc này không rõ sống chết thế nào. Thân trên trần trụi, máu thịt lẫn lộn, một đôi cánh tay lộ ra xương trắng, bàn tay gần như đã hóa thành bột mịn, như thể chỉ vừa chạm vào liền tan thành cho bụi. Thế nhưng, đôi tay ấy vẫn nắm chặt lấy cây thương. Mũi thương cắm chặt xuống mặt đất, xung quanh rầm rề một bãi máu của ác ma, lúc này vẫn còn tỏa ra ánh sáng âm tà khiến các vị thần phải trùn bước mái tóc đen dài lởm chởm rũ sửa che gần hết khuôn mặt của ông, trông thảm hại chẳng khác nào một tên ăn mày. Khuôn mặt tái nhợt chẳng có lấy một tiêu huyết sắc, vóc dáng cao gầy trông giống như một mũi đao. Người đàn ông đã từng để lại vô số huyền thoại và truyền thuyết lan truyền khắp tam giới lúc này lại yếu đuối như một xác chết biết đi ở MT. Đạo tổ, đạo tổ, nam hoa chân nhân thấp giọng gọi, thế nhân chỉ biết đệ tử ma đạo vạn thế thiên hồng, nhưng nào ai hay trên lưng ma đạo tổ sư phải gồng gánh biết bao nhiêu khổ đau đặc biệt vị này còn là một bậc cao thủ vô song đến từ một thế giới khác một người có thể gây dựng nên cơ đồ cho ma đạo trong nhân gian dùng máu huyết cả cuộc đời mình để cống hiến cho nó cuối cùng lại vì ma đạo mà chiến tử tại hoàn hồn nhai thân hóa hy di trở về cùng trời đất cho dù không ai rõ thân thế thực sự của đạo tổ nhưng những gì ngài ấy đã cống hiến một đời này cũng đủ khiến người trong thiên hạ phải rung động thậm chí ngay cả đạo tàng cũng không muốn lưu danh của ngài ấy bởi vì một khi cái tên này được viết trong đạo tàng từ nay về sau đã chẳng còn chỗ đứng cho tiên đạo và nhân đạo rồi. Mà sau khi đã tường tận lai lịch thân thế của ma đạo tổ sư, những người bị lai động vì ngài ấy đã không chỉ giới hạn vẻn vẹn trong tam giới nữa. Thái cổ tam giới, vạn cổ hư không, thậm chí ngay cả vị chủ nhân của thái cực người đã du hành qua vô số không gian song song của vũ trụ, dệt nên vô số giấc mơ cũng không kìm nổi cơn xúc động của mình. Thực ra Nam Hoa chân Nhân chưa từng qua lại với tạ mặt lăng, người thực sự quen biết đạo tổ thực ra là cha của cô ấy chủ nhân của hốn nguyên thái cực. Thế nên, khi nam hoa chân nhân nhìn thấy tạ mạt lăng trước mắt, trong lòng chỉ cảm thấy não nề và chấn động vô cùng. Phá quân rơi lệ, khoảnh khắc nhìn thấy người trong lòng, mọi hận thù và oán giận trong nháy mắt liền tan thành mây khói. Cô thành kính quỳ xuống bên cạnh đạo tổ, muốn đỡ ông dậy khỏi mặt đất, nhưng lại sợ làm ông bị thương, đôi tay trắng nõn thậm chí đã vươn ra rất lâu nhưng đến một sợi tóc trước chán của người ấy cô cũng không dám gạt tưởng rằng đã chặt đứt nhân quả sau này chẳng còn liên quan gì đến nhau thế nhưng vào giây phút trùng phùng ấy trăm mối tương tư lại bùng lên mối tình sâu đậm siết bao mưa thu rằng rãng núi sâu chiều tà một một câu này muốn nói tình yêu sâu đậm chẳng khác nào cơn mưa mùa thu liên tục trong vùng núi sâu dưới ánh chiều tà của mặt trời lặn chỉ bởi vì cho dù tình cảm có nặng nề cỡ nào nước mắt có rơi nhiều bao nhiêu chỉ cần là vì người ấy tất thảy đều đáng giá a à, lê quỳ sụp xuống Khương Tuyết Dương quỳ sụp xuống, hai vị chiến tướng ma đạo đã bị thương nặng tới mức không thể tự đứng được, lúc này cũng đẩy những cánh tay đang dìu lấy mình ra, quỳ sụp xuống đất. Mộ Dung Nguyên Duệ cũng quỳ sụp xuống, sau lưng cô còn có mấy vị thần minh thái cổ. Chương 1525, Lan đang nơi nào hai? U Huỳnh Trúc chiếc bên trái bên phải cũng quỳ sụp xuống. Tử Dục Nữ Đế chỉnh lại mũ áo, Tạ Lưu Vân chỉnh lại mũ áo, Tây Vương Mẫu chỉnh lại mũ áo, Dũng Sĩ Tiên Đạo, nhân đạo đều nhất tề tỏ lòng thành kính với đạo tổ. Cùng với nam hoa chân nhân đồng thanh niệm phúc sinh vô lượng thiên tôn. Côn bằng thảm thiết bi thương, sao trời khắp chín vạn dặm đều đổ lệ. Chỉ bởi vì người đàn ông trước mắt này, người đã đâm thẳng vào người hư không quân, cứu vớt cả thế giới sắp sửa tan tành. Và cả đạo môn sau lưng ngài ấy, ma đảo, ma đảo, trong số những người đang có mặt, duy chỉ có tử thần Thái Sơ là gương mặt vẫn không lộ ra chút biểu cảm nào. Thùy họa không nói lời nào, khi nhìn thấy tạ mạt lăng cô đã dùng một tia thần niệm quét qua cơ thể của ông ta, khi phát hiện người này vẫn còn sống, nét mặt cô lại trở nên băng lạnh như cũ. Bất kể tạ mạt lăng đã làm những gì, bất kể ông ta đã khiến bao nhiêu người cảm động. Trước khi nhận được tin tức liên quan đến tôi, trong mắt cô ấy không hề có đạo tổ, mà đạo cũng không có sư tổ. A à Lê, chỉ thương cho ông ta, Thùy Hỏa lạnh lùng lên tiếng. A à Lê đứng dậy, dốc sạch thần niệm của bản thân, hóa thành ánh trăng thuần khiết dọi xuống trên người đạo tổ ánh trăng có thể giúp cho thần hồn bị hư tổn của tạ mạt lãng hồi phục. Cũng vào lúc này, U Huỳnh Trúc Chiếu phun ra hai đạo thần quang, đó lần lượt là khí tiên thiên thái M2 và khí tiên thiên thái dương 3. 2. Năng lượng bẩm sinh của mặt trăng 3. Năng lượng bẩm sinh của mặt trời Một âm một dương gọi là đạo, âm dương khó đoán gọi là thần. Sau khi hai đạo khí âm dương này hòa vào cơ thể, vết thương trên mình đạo tổ dần dần khép miệng lại. Máu thịt mọc ra che đi xương trắng, nhưng lại nhanh chóng nứt ra. Có những vết thương phải trải qua một khoảng thời gian mới có thể chữa lành, nhưng một số thậm chí mãi mãi không thể nào hồi phục. Vết thương do chủ nhân của ác ma hư không quân lưu lại há có thể dễ dàng chữa trị như vậy. Có khỏi được hay không còn phải xem bản lĩnh của tạ mặt lăng. Ánh trăng của A Lê cũng coi như tốn công vô ích, dù cô có sử dụng bao nhiêu đạo thần quang, tạ mặt lăng từ đầu đến cuối vẫn im lìm như một bức tượng điêu khắc, một chân khụy xuống, hai tay nắm chặt lấy cây thương, mê man không tỉnh. Không phải không muốn tỉnh lại, mà là không thể. Cú đánh vừa rồi khiến vạn cổ phải kinh sợ, cơn gió hủy diệt theo sau đó đã khiến cơ thể và thần hồn của ông ta bị tổn thương nặng nề. Mọi người đều im lặng, không ai rời đi. Nếu đạo tổ suốt vạn năm không tỉnh, vậy thì bọn họ cũng chỉ có thể ở chỗ này chờ đợi cả vạn năm. Bởi vì có một chuyện vẫn còn cần đạo tổ trả lời. Trời không thể một ngày không có đạo, mà giờ đây người chấp trưởng đạo trời đã không còn nữa. Đầy trời hoa tuyết bay bay, từ giữa đôi mày của thủy hỏa rơi xuống. Những hạt tuyết nhỏ nhanh chóng kết thành từng phiến, tuyết bay ngập cả bầu trời. Hoa tuyết dày đặc che phủ chiến trường đầy bi thương của chúng sinh, thế nhưng chẳng thể che lấp nỗi buồn trong trái tim tử thần. Mỗi một bông tuyết đều tượng trưng cho một tia thần niệm của Thủy Họa, vì vậy, khi tuyết rơi ngập khắp toàn bộ thiên quốc cũng có nghĩa là thần niệm của cô đang lật từng ngóc ngách ở nơi này. Cô không tìm được bất kỳ tin tức gì, cũng không cảm nhận được bất kỳ sự tồn tại nào của tôi. Cuối cùng, Thủy Họa tập trung thần niệm trên thanh ác kiếm bên cạnh đạo tổ đúng lúc cô định cúi xuống nhặt thanh kiếm lên, thanh kiếm đột nhiên chuyển hướng bay lên bầu trời. Tốc độ của nó nhanh vô cùng, lúc Thùy Hỏa định vươn tay lên bắt lại thì thanh kiếm đã biến mất không chút dấu vết. Kiếm của hư không quân không thể dung thứ hết thảy chúng sinh, pháp tắc trời đất đã thu hồi nó. Nam Hoa chân Nhân nói, ồ, Thùy Hỏa khẽ ợm ừ, trong lòng dường như thiếu đi một cái gì đó. Trường 1526, Nữ Đế Giá Lâm một Đạo Tổ vẫn im lìm như một bức tượng, chìm trong giấc ngủ không tỉnh lại. Tuyết rơi ngập trời, phủ kín cả người ngài ấy, lúc này trong đạo tổ chẳng khác nào một tác phẩm điêu khắc bằng băng. Trong thời gian chờ đợi ngài ấy tỉnh lại, nhân gian đang âm thầm chịu đựng những bi thương và đau đớn, cửu u nữ đế đã rút ra toàn bộ sức mạnh để khởi động lại trận pháp lục đạo luân hồi. Mãi cho đến khi lục đạo ở nhân gian được mở lại, nữ đế mới có thể thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng có thời gian để tưởng niệm người trong lòng mình. Nữ đế đến quy khư gặp tạo hồn trên đỉnh thánh ma, tạo ẩn cùng ba đại hỗn độn thần thú gặp gỡ nữ đế. Thiên đạo đã ngã xuống, thế giới đã yên bình trở lại. Đệ tử ma đạo đóng giữ tại quy khư mỗi một phút một giây đều lo lắng cho đạo tổ của bọn họ, lo lắng vì khương tướng, lo lắng cho những người thân, người yêu của mình đã cùng côn ra trận. Nỗi nhớ của bọn họ giống như hoa tuyết, càng chất càng cao, cuối cùng chất thành một ngọn núi tuyết. Nhưng bọn họ không biết rằng, việc tin tức bị cắt đứt đối với chính họ mà nói cũng là một loại từ bi, bởi vì một khi kết cục của cuộc chiến từ hư không truyền đến cũng là khoảnh khắc toàn núi tuyết kia sụp đổ. Về phần kết quả của cuộc chiến, nữ đế đã sớm cảm nhận được, thế nhưng cô không chịu được, cũng không mong muốn xé rách chân tướng vào lúc này. Tin tốt cần ngựa không dừng vó đưa tới, mà tin xấu nên đến càng chậm càng tốt, đặc biệt là những bi thương mà cuộc sống khó có thể chịu đựng được. Bái kiến nữ đế bệ hạ, tạ uẩn nói, không cần đa lễ, hôm nay cô đến đây là muốn tạm thời giao phó tình hình nhân gian cho ma đạo cửu u nữ đế nói nữ đế muốn đến chiến trường thiên quốc sao không sai thời gian chờ đợi đã quá lâu sự nhẫn nại của cô cũng cạn kiệt cả rồi cô muốn ních thân tới thiên quốc để xem rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra lời này của nữ đế vừa cất lên các vị chiến tướng ma đạo có mặt ngay lập tức trở nên phấn khích làm phiền nữ đế bệ hạ nhanh chóng xuất hành ngạo phong trong lòng vẫn luôn bận tâm cho sự sống còn của a lê lúc này nói nữ đế bệ hạ buông xuống đi thôi thiên đạo đã ngã xuống chỉ cần ma đạo còn ở nhân gian, lục đạo luân hồi nhất định sẽ bình yên vô sự. Tạo ẩn nói, chuyện này không thể coi thường, việc thiên đạo thất bại là thật, thế nhưng thế giới này vẫn tràn ngập dấu tích do thiên đạo để lại, nếu có được cơ duyên, bất kỳ lúc nào ông ta cũng có thể dựa vào những thứ này để quay lại. Nghe nữ đế nói thiên đạo vẫn còn cơ hội sống lại, sắc mặt tạo ẩn lập tức trở nên nặng nề vô cùng. Trận chiến trước đó đã hủy diệt nhân gian gần hết, thiên đình là nơi bị tổn hại nghiêm trọng nhất, cảnh tượng tàn khốc của ngày tận thế gần như được tái hiện lại nếu thiên đạo lại đến một lần nữa nhân gian chắc chắn không thể chống đỡ nổi thiên đạo không phải một vị thần minh đơn độc sức ảnh hưởng của ông ta ở khắp mọi nơi mặc dù bản thân đã ngã xuống nhưng những dấu vết mà ông ta để lại đang từng giờ từng phút xâm chiếm sức mạnh của thế giới này trừ khi có người tìm được toàn bộ những dấu vết mà thiên đạo để lại đem phong ấn toàn bộ nếu không thiên đạo sống lại cũng chỉ là chuyện trong một sớm một chiều trận chiến diệt trời này đã cạn kiệt sức mạnh của tất cả chúng sinh nếu thiên đạo cuộn đất mà quay lại nhân gian sẽ không thể chống đỡ nổi tôi có thể giết được thiên đạo một phần là nhờ ý chí của bản thân thế nhưng nguyên nhân lớn hơn là bởi vì trên lưng tôi gánh vác vận mệnh của tất thảy chúng sinh kiếm của tôi là hiện thân cho ý chí của họ mà giờ đây pháp tác trời đất đã tan vỡ chúng sinh rơi vào cảnh lầm than sức mạnh ý chí tập hợp được đã suy yếu vô cùng nếu thiên đạo sống lại cho dù tôi có tìm được huyền quan cũng tuyệt đối không phải đối thủ của ông ta. Việc thiên đạo là hình ảnh phản chiếu của hư không quân là thật, nhưng vì thiên đạo đã hoạt động trong thế giới của chúng ta hàng trăm triệu năm, thế nên so với hư không quân ông ta càng dễ dàng phát huy sức mạnh hủy diệt của bản thân. So sánh như vậy, hư không quân rất khó dùng nguyên hình của mình để đến đây, nếu làm như vậy, cái giá phải trả sẽ rất đắt. Việc giảm bớt quy mô và uy lực của các đòn tất công là quy luật mà hư không quân không thể nào tránh khỏi, là một chân lý pháp tắc không thể phá vỡ trong số tất cả các pháp tắc. Hư không quân vốn là sinh linh thuộc về không gian ở vĩ độ trên cao, dưới sự kiềm chế của pháp tắc, nếu ông ta xuất hiện ở đây nhất định sẽ phải thu nhỏ quy mô và giảm bớt sức mạnh của các đòn công kích. Sau khi giải thích mấy câu với tạo ẩn, nữ đế trực tiếp từ đỉnh núi thánh ma tiến về phía vũ trụ hư không. Có một số việc cô sốt ruột muốn tìm ra sự thật, có một số người cô đã sớm nóng lòng chờ đợi. Trường 1527, Nữ đế giá lâm 2 nữ đế du hành xuyên qua khoảng không vĩnh hằng dùng thân phận là thần vận mệnh để làm quen với thế giới mà chúng ta đang sống một lần nữa vận mệnh có mặt ở khắp mọi nơi khi nữ đế sử dụng sức mạnh vận mệnh để thấu suốt vũ trụ những vị cao thủ đại năng vẫn luôn ẩn nấp trong đó không thể thoát khỏi đôi mắt của nữ đế mà nữ đế cũng đồng thời cảm nhận được sự tồn tại của dấu tích mà thiên đạo để lại thế nhưng cô không có cách nào chạm vào những dấu tích này có một số việc nằm ngoài tầm tay của cô số phận đã định nhân quả bản thân không có cách nào trực tiếp can thiệp vào đây cũng là một chân lý pháp tắc không thể trốn tránh nếu như vi phạm sợi dây định mệnh sẽ vì thế mà đứt khi du hành trong hư không nữ đế vô tình liếc nhìn thái cổ ma giới sau đó ánh mắt liền không thể rời đi dấu vết tàn lưu của thái cổ ma giới mà thiên đạo để lại nhiều vô số đồng thời cô cũng nhận thức được khí thức của thần điều chu tước ở vùng đất này khẽ thở dài một hơi nữ đế tiếp tục tiến về phía thiên quốc sau khi du hành qua vô số vị diện trên tinh không cuối cùng nữ đế cũng đến chiến trường nơi diễn ra trận chiến hủy diệt ở thiên quốc nữ đế giáng lâm nam hoa chân nhân là người đầu tiên cảm nhận được sau đó mọi người đều nghênh đón sự có mặt của nữ đế duy chỉ thùy hỏa và phá quân là không có động tĩnh gì vận mệnh có thể ảnh hưởng đến những người khác thế nhưng tử thần đã sớm vượt ra khỏi sự khống chế của vận mệnh phá quân không có phản ứng gì bởi vì m cửu vốn là tình địch cả đời này của cô bất kể người đến có là nữ đế MT hay vị thần vận mệnh, giữa hai người bọn họ vẫn luôn có một bức tường ngăn cách mắc kẹt ở đó. Vì vậy, vận mệnh không thể ảnh hưởng tới phá quân. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, Nam Hoa xin chào nữ đế. Nam Hoa chân nhân mở lời, Phúc sinh vô lượng thiên tôn, xin chào chủ nhân của Thái Cực Mộng cảnh. Nữ đế gọi Nam Hoa chân nhân là chủ nhân của Thái Cực Mộng cảnh là bởi vì Nam Hoa còn cách cha của cô ấy vị chủ nhân của Hỗn Nguyên Thái Cực kia rất xa. Cô ấy đã mất đi sức mạnh sáng tạo, chỉ có thể dựa vào mộng cảnh để hiện thực hóa nó. Sau khi Tạ Lưu Vân, Tử Dục và các vị khác liên tiếp bái chào, nữ đế trực tiếp đi đến trước mặt người mình quan tâm nhất. Tuyết trắng bay bay, từ giữa đôi mày của Thùy Hỏa thi nhau rơi xuống. Phá Quân vẫn im lặng như cũ, Thùy họa lạnh lẽo tựa hàn băng, hai người lần lượt xếp hai bên một người đàn ông đã bị băng tuyết phong ấn hoàn toàn. Năng lượng sống trong cơ thể Tạ Mạt Lăng làm tuyết tan chảy, sau lại hóa thành băng, cơ thể của ông dường như bị đóng băng chỉ có thể cách một lớp băng mơ hồ nhìn thấy đôi gò má. Là đôi má mà cô vẫn thường ngày nhớ đêm mong, từng yêu, từng hận. Cho dù đã trở thành thần vận mệnh, nhìn thấu được nhân quả, thế nhưng chỉ vừa liếc nhìn một cái bản thân đã lập tức mắc kẹt ở đó, vĩnh viễn không thể nào thoát ra. Nữ đế vươn tay muốn chạm vào lớp băng che phủ trên khuôn mặt của tạ mặt lăng, nhưng phá quân đã bước đến và ngăn lại. thấy vậy, nữ đế cười buồn mà hỏi, sao nào, đến lúc này cô vẫn còn ghi hận ta sao? nữ đế có thể xưng cô trước những người khác, duy chỉ có thể tự xưng là ta trước mặt phá quân. Phá quân sừng sốt, nghĩ lại những đau khổ mà bản thân phải chịu đựng trong suốt thời gian qua, lại nhìn thấy nụ cười sầu thảm của nữ đế, lặng lẽ rời bước. Trước đây cô chưa từng tranh đoạt hạnh phúc lẽ ra phải thuộc về mình, sợ mất đi kiêu ngạo của bản thân. Giờ đây thứ còn sót lại chỉ là nỗi đau, cô vì cớ gì phải tranh giành với người khác. Thế nhân cũng giống như vậy, rất nhiều khi thứ chúng ta tranh đoạt không phải là hạnh phúc cùng ngọt ngào mà là khổ nạn và đau thương. Đây có lẽ cũng là nỗi bi ai thuộc về bản chất con người. Nếu mọi thứ đều có thể nhìn thấu, cuộc sống đã không khốn khổ như thế. Cô có biện pháp nào có thể khiến đạo tổ tỉnh lại không? Thùy họa lạnh lùng lên tiếng, có, nữ đế đáp một cách chắc chắn, mời, Thùy họa lưu loát nhanh nhẹn tránh sang một bên, giơ tay mời nữ đế. Chương 1528, Ác Ma Thiên Sứ Côn bằng bôn ba, Lần nữa lại vào quy khư, Thùy Họa lại không đi cùng những người khác, một thân một mình lẻ loi bay đến Thái cổ minh giới. Vùng đất M Dương Tuyệt Diệt đã biến mất từ lâu, minh giới là trốn về cuối cùng của cô. Nếu nói về việc truy tìm tung tích của tôi, người tích cực nhất không ai khác chính là cô ấy, thế nhưng, có một số đáp án không cần thiết phải nói ra từ miệng của người khác. Từ khi Tạ Mạt Lăng nói ra hai từ về nhà, cô đã mơ hồ đoán được chân tướng sự việc. Quy khư cũng từng là nhà của cô ấy nhưng lúc đó ở quy khư vẫn còn tạ lan tôi đây giờ đây quy khư không còn thuộc về cô nữa cô ấy không tin tôi cứ như vậy mà tan biến vào giữa đất trời ngay cả khi chính miệng tạ mạt lăng nói ra thì cô ấy cũng không tin bây giờ cô chỉ muốn quay trở về thái cổ minh giới ngồi trên băng phong vương tọa suy nghĩ cẩn thận về mọi chuyện đã xảy ra đồng thời cô ấy cũng chuẩn bị tinh thần tìm kiếm khắp vạn cổ hư không tử thần kiểm soát ký ức nếu không có dấu vết ký ức về tôi tồn tại trong hư không thì cô ấy mới tin rằng tôi đã không còn trên thế giới này. Trước khi rời đi, cô đã gửi một luồng truyền âm bằng thần niệm đến cho mộ dung nguyên duệ. Cứ tin tưởng ở ta, ta nhất định có thể tìm được anh ấy. Đương nhiên, nguyên duệ trả lời lại bằng giọng điệu tự tin hơn cả cô ấy. Thông minh như mộ dung, giỏi nhất là việc nhìn thấu lòng người, một câu về nhà của đạo tổ, cô ấy làm sao có thể không hiểu được ý nghĩa thâm sâu trong lời nói đó chứ. Cô ấy sẽ không hỏi gì thêm dù cho là nửa chữ, bởi cô ấy không tin điều đó trên thực tế sau khi đạo tổ nói lời đó hầu hết những người có mặt đều ngầm biết kết cục của tôi nam thiên môn ba nhóm tách ra và mỗi nhóm trở về tổ đình của mình mộ dung nguyên duệ cũng không theo côn trở về quy khư mà đi đến tổ đình thiên đạo mà đạo tổ sư đã trở lại và ông ấy bắt buộc phải trở về thiên đình để giải thích về cái chết của công chúa đắc kiều đắc kiều là tiên đạo tổ sư sau khi cô ta qua đời tiên đạo phải chọn ra một tổ sư mới về phần thái cổ thần giới những vị thần linh may mắn sống sót đó đã mang theo U Huỳnh, trúc chiếu trở về, thuần quân cũng ở lại thần giới. Cửu U nữ đế trở lại MT, từ đầu đến cuối đạo tổ đều không giao tiếp gì với bà ta, ngay cả phá quân cũng có chút không đành lòng. Côn bằng mang theo Nam Hoa chân Nhân, Tuyết Dương và một số chiến tướng ma đạo vào quy khư, trong khi đạo tổ và phá quân tự cưỡi mây bay đi. Anh có hơi tàn nhẫn với M cửu U rồi. Phá quân lên tiếng, anh làm vậy là muốn tốt cho cô ấy. Ba ngàn năm trước anh cũng đã như vậy lừa gạt mọi người khiến người ta chỉ nhớ dáng vẻ vô tình của anh. Có một số việc ba ngàn năm trước ta làm, ba ngàn năm sau ta cũng sẽ không bù đắp được. Nữ đế đã trở thành hiện thân của vận mệnh. Nếu như vì ta mà lại rơi vào nhân quả, vậy thì lục đạo, tam giới cùng chúng sinh sẽ do ai chỉ dẫn nữa đây? Tất cả chúng sinh đều phải được vận mệnh dẫn dắt sao? Phá quân hỏi: trời không thể một ngày không có đạo, nước không thể một ngày không vua, vận mệnh cũng vậy. Khi vận mệnh mất đi xiềng xích cả hai bờ đều sẽ trở thành địa ngục. Đạo Tổ đáp lời, thiện ác cuối cùng rồi sẽ có quả báo, thiên đạo vốn là sự luân hồi. Người đời thường cho rằng pháp tắc đất trời không có linh tính hay ý thức, thực ra, vận mệnh là sự kéo dài ý chí của thiên đạo. Cả hai đều kế thừa một phần quy luật của đối phương và bổ trợ cho nhau, kết hợp với nhau mới tạo ra ngàn vạn hồng trần, thần, ma, thiên tôn như ngày hôm nay. Nếu như anh đã nói là trời không thể một ngày không có đạo, vậy bây giờ thiên đạo vẫn còn tồn tại sao? thiên đạo của khi xưa đã mất đi thiên đạo của hôm nay chính là tôi phá quân hỏi điều này chính là đang hỏi về tin tức của tôi anh không biết đạo tổ trầm mặc một lát rồi trả lời cả anh cũng không biết à phá quân ngạc nhiên hỏi đúng vậy nếu như anh đã không biết sao có thể nói những lời như vậy tại sao anh lại không trả lời thẳng với bọn họ rằng anh không biết cậu ấy còn sống hay đã chết không thể nói cũng chẳng nói được được rồi vừa rồi anh nói trời không thể một ngày không có đạo Hiện giờ Tạ Lan sống chết còn chưa rõ, anh có phải còn muốn thay chúng sinh chọn ra một thiên đạo mới? Phá Quân tiếp tục truy hỏi, "Không cần." Đạo Tổ lắc đầu đáp, "Tại sao? Bởi vì anh muốn đánh cực sự sống chết của Tạ Lan với sự thăng trầm của thiên đạo. Vận mệnh có thể đóng hai vai trò, chỉ cần MQU không xảy ra vấn đề gì, trong thời gian ngắn anh sẽ không có được đáp án đâu." Phá Quân thở dài, "Vậy thì tiếp tục đợi, đợi đến ngày đáp án được tiết lộ. Vậy ngày này lại phải chờ đợi thêm bao lâu nữa?" một năm hay mười năm, ngàn năm, vạn năm, ngàn vạn năm, thời gian trôi qua, không phải ai cũng có thể chờ đợi như vậy. Thái cổ ma giới, sự im lặng chết người, núi thánh ma đã theo ngạo phong đến quy khư, ma chủng cũng đã biến mất, giờ đây ma ý trong thái cổ ma giới đã không nồng đậm bằng tử ý nữa. Màn sương mù xám xịt chết chóc bao phủ vùng đất đã sản sinh ra vạn ma này. Vết tích của ma tộc vẫn còn đó nhưng đã chẳng thấy ma ma tộc đâu nữa. Ma tộc còn sống sót sau cuộc chiến thánh quang, đã theo thánh ma chi chủ đến nhân gian, thập vạn đại sơn ở nhân gian vẫn còn lưu chút hơi tàn của ma ý, có thể kéo dài huyết mạch vạn ma. Tộc huyễn ma, điện vạn ma, hai vị thiên sứ thánh quang khi xưa, giờ là thủ vệ ác ma, cơ thể như tượng tạc cầm kiếm buông thóng, canh giữ điện vạn ma phía sau lưng. Nơi này từ lâu đã bị phong bế hoàn toàn, trở thành một nơi không ai biết đến. Bên trong điện vạn ma, một cỗ quan tài màu đen được đặt lặng lẽ trên tế đài. Vào ngày hôm nay, quan tài đột nhiên chuyển động, như thể người trong quan tài đã thức tỉnh, nắp quan tài nặng nề bị đẩy ra, phát ra âm thanh lạch cạch trầm đục. Nghe được thanh âm này, trong lòng hai thủ vệ ác ma đồng thời run lên, trong mắt bọn họ nhìn nhau, đáy mắt đều bật lên vẻ kinh hãi. Họ không dám đi vào xem chuyện gì đang xảy ra, sắc mặt họ trở nên căng thẳng hơn và thân hình cũng trở nên cứng đờ. Khoảnh khắc nắp quan tài được đẩy mở ra, kim quang thần thánh phát ra từ bên trong quan tài, ngay lập tức chiếu sáng toàn bộ điện vạn ma. Những bức tượng ác ma được đặt giữa điện đều tắm trong ánh kim quang, khuôn mặt xấu xí và ghê tởm của chúng nhanh chóng bị bao phủ bởi những vết nứt toạc trong ánh kim quang. Chẳng bao lâu sau, một bức tượng ác ma âm thầm vỡ vụn thành bột, sau đó tất cả các bức tượng trong điện vạn ma đều âm thầm vỡ vụn. Đợi khi bức tượng cuối cùng bị nát vụn, một nữ tử tóc ánh vàng từ trong quan tài đứng dậy. Mái tóc vàng óng, hàng mi dài vàng óng che kín mí mắt. Chiếc mũi vàng như run lên nhẹ nhẹ, đường viền môi cực kỳ mỏng, mỏng như lưỡi dao, khóe miệng hơi nhếch lên, mang theo một vẻ tôn quý cùng kiêu ngạo khinh thường vạn vật. Chương 1529, một đòn chí mạng một. Quang Thiên Sứ Linh Lung bước ra khỏi điện Vạn Ma, khi ánh kim quang xuyên qua cánh cửa đá nặng nề chiếu xuống nền đất tối tăm bên ngoài, Xí Thiên Sứ cùng đọa Thiên Sứ đã cúi gầm đầu xuống, chảy ra những giọt nước mắt hối hận. Thánh Quang không tin tưởng nước mắt, nói xong câu này, Quang Thiên Sứ giơ tay lên và rắc một lớp kim quang lên người của hai vị đại thiên sứ năm xưa sau khi trở thành thủ vệ ác quỷ, cơ thể của hai cựu đại thiên sứ đã bị nhiễm tà khí. Kim quang này giống như ngọn lửa luyện ngục, đốt cháy cơ thể tà ma của họ. Thủ vệ ác ma rên rỉ đau đớn, cuộn tròn lăn lộn trên mặt đất như một bức tượng sáp tan chảy. Ngọn lửa bao phủ hình dáng của họ, đốt cháy cơ thể tà ma của họ, đồng thời cũng đốt cháy cả tội nhiệt của họ. đợi khi ngọn lửa thánh quang trở lại trạng thái thuần khiết, hai vị đại thiên sứ như được tái sinh từ cho tàn, khôi phục trở lại vinh quang của thánh quang. Từ giờ trở đi, họ sẽ không còn được gọi là thủ vệ ác ma nữa mà là vệ sĩ quang minh. Họ sẽ đi theo Quang Thiên sứ Linh Lung đi khắp thế giới, tìm kiếm dấu ấn của Thiên đạo. Trở về vị trí nơi mặt đất, nhìn bầu trời tối đen và hít thở màn không khí đầy sương mù chết chóc, Linh Lung trầm ngâm và suy nghĩ. Đáng lẽ cô phải cực kỳ ghét nơi này, nhưng sâu trong đôi mắt vàng kim thuần khiết của cô lại hiện lên một cảm xúc phức tạp, tựa như có chút bất đắc dĩ vậy. Cô ta đã giành chiến thắng trong trận chiến với Huyễn Ma chi chủ Kiêm Hà. Nhưng mà, ý chí của huyễn ma chi chủ vẫn còn chảy trong cơ thể cô, không thể bị tiêu diệt hay trục xuất. Nước xuống thuyền xuống, nước lên thuyền lên. Vậy nên, khi Quang Thiên sức dùng thần niệm tìm kiếm khắp phần đất liền, ý chí của Kiêm Hà đã trỗi dậy sâu trong tâm hồn cô ta. Cảm xúc sâu tâm can cuối cùng cũng bị cô ta đè nén trở lại. Đây là quê hương của ngươi, nếu có thời gian ta sẽ quay lại giúp ngươi xem qua một chút. Nói xong, Quang Thiên Sứ Linh Lung chắp hai tay lại và niệm chú để mở huyệt thần đình khi huyệt thần đình được mở ra, một tia thánh quang thuần khiết lặng lẽ bay ra, biến thành một thanh kiếm to lớn trong không trung. Thanh quang có màu vàng, nhưng thanh kiếm này lại là màu đen. Nó tối tăm và u ám, chứa đầy ma ý hắc ám và bí ẩn. Mặc dù mang theo ma ý nhưng nó không hề bị vấy bẩn bởi bất kỳ khí tà ác nào, đơn giản vì thanh kiếm này được rèn từ một ma cách hoàn mỹ. Thanh kiếm thánh quang thuần khiết vốn thuộc về cô ta đã bị mất. Giờ đây, thanh kiếm màu đen được triệu hồi bởi quang thiên sứ đã có cái tên mới là hồn ác ma ác ma ám chỉ ai không cần nói cũng có thể đoán biết quang thiên sứ cất lại thanh hồn ác ma và đeo nó trên lưng cô ta ưỡn ngực ngước nhìn bầu trời và giang rộng đôi cánh vàng kim của mình ngay lúc cô ta chuẩn bị rời đi cô ta đột nhiên quay lại và nhìn về phía bắc của ma giới chủ nhân ngài đã tìm thấy gì thủ vệ thiên sứ quang minh hỏi linh lung đưa tay ra chỉ hai thủ vệ quang minh đã lập tức bay về phía bắc ma giới. Ở phía bắc của ma giới, vị trí vốn thuộc về núi Thánh Ma, giờ đã trở thành vực thẳm tối tăm không thấy đáy. Vạn ma đã nằm xuống, vực thẳm cũng trống rỗng, tuy nhiên, quang thiên sứ đã nhận thấy sự biến động bất thường của sự sống từ nơi sâu vực thẳm. Nếu đã có sinh cơ thì chắc chắn phải có ai đó dưới vực thẳm. Hai vị thủ vệ quang minh đi xuống vực thẳm và bắt đầu tìm kiếm theo tín hiệu thánh quang rất nhanh sau đó họ cũng nhận thấy một sự dao động của năng lượng sống. Dưới vực thẳm, ẩn chứa một nguồn sinh cơ khổng lồ. Đạo thiên sứ muốn đi xuống để điều tra, nhưng bị xí thiên sứ ngăn lại. Phản đồ thiên quốc, hiện thân đi, quang thiên sứ linh lung nói. Giọng nói của quang thiên sứ trong trẻo dễ nghe, xuyên qua bóng tối dày đặc đến tận đáy vực thẳm. Dưới đáy vực sâu có một cái ao đen, nước trong ao sâu không lường được. Ở nơi sâu nhất của ao nước ẩn náu một con chim lớn màu đỏ tươi, không ai khác chính là Chu Tước, một trong bốn thần thú chân thiên. Ban đầu, Chu Tước vốn đang kiểm tra ma giới để tìm kiếm dấu ấn thiên đạo. Khi nó nhận ra rằng thiên ấn có liên quan đến quang thiên sứ, cô nhận ra có điều gì đó không ổn, và một cảm giác khủng hoảng mãnh liệt nảy sinh trong lòng cô. Cô muốn nhanh chóng thoát khỏi ma giới, nhưng vào lúc này, quang thiên sứ đã hoàn toàn thức tỉnh. Nếu Chu Tước lúc này còn muốn chạy trốn, nó nhất định sẽ không tránh khỏi tín hiệu truy tìm từ thánh quang của quang thiên sứ. Trong cơn tuyệt vọng, cô không còn cách nào khác là lao xuống vực sâu, cô vốn luôn tránh nước mà phải lặn xuống dưới nước để tìm đường sống. Nhưng mặc dù là vậy, sự dao động năng lượng sống mạnh mẽ của cô vẫn không thể trốn tránh sự tìm kiếm từ thần niệm của Quang Thiên Sứ. Khi nghe thấy tiếng gọi của Quang Thiên Sứ, Chu Tước biết rằng mình không thể giấu được nữa nên đã ngoi lên từ ao đáy nước. Ngay khi vừa ra khỏi nước, ngọn lửa bắt đầu bùng cháy. Đôi cánh đỏ rực bay qua vực thẳm, lơ lửng trước mặt Quang Thiên Sứ. Chu Tước cực kỳ kiêng rè quang thiên sứ, giờ nó lại ở trước mặt Linh Lung, nỗi sợ hãi trong lòng Chu Tước vẫn còn đó. Rất nhiều năm về trước, ta mời ngươi làm ta thánh quang chi dực, nhưng ngươi không chịu cũng không muốn, thiên phụ vẫn còn ở đó, nên ta không muốn ép buộc ngươi, hiện giờ, ngươi còn có gì muốn nói. Linh Lung hỏi, Suzako im lặng, chương 1530, một đòn chí mạng hai. Thiên phụ đã chết đi, ta có thể cảm nhận được dấu ấn của ông ấy trên người ngươi, mấy ngày nay ngươi đã tìm kiếm rất nhiều. Chu Tước vẫn im lặng, trong lúc im lặng, cô gặp đôi cánh lại và biến thành một nữ tử mặc đồ đỏ. Chu Tước, Âu cũng là số phận, cuối cùng, ngươi vẫn không thoát khỏi tầm tay của ta. Quang Thiên Sứ dùng tay nâng cầm Chu Tước lên, khóe mắt hiện lên một nụ cười thần bí. Thiên quốc đã sụp đổ, thiên đạo cũng đã mất đi, thiên địa hiện giờ đến cùng cũng không thể dung nạp ngươi. Không trốn dung thân cho ta, tại sao? Bởi vì tạ lan chính là thiên đạo của ngày hôm nay. Ha ha ha, quang thiên sứ cười tận hứng, mái tóc vàng tung bay, cực kỳ điên cuồng. Ngươi cười cái gì, Chu tước hỏi, ta cười ngươi nói tạ lan là thiên đạo của hiện giờ. Hắn là kẻ thù của ngươi, ta nghĩ ngươi nên sợ hãi hắn mới phải. Chu tước, ngươi có biết tạ lan đã chết rồi không? Làm sao có thể, là tạ lan giết chết thiên đạo, hắn làm sao có thể chết được? Chu tước không thể tin hỏi, nếu tạ lan không chết, ta sẽ không bao giờ có thể trấn áp được huyễn ma chi chủ và tái sinh cho nên từ lúc ta mở mắt ra ta đã biết trên thế giới này đã không còn người đàn ông mà ta căm ghét nữa và sẽ mãi mãi không còn hắn ta nữa không ta không tin chu tước lắc đầu nói không cần ngươi tin tưởng ta chỉ cần ngươi đầu hàng ta ta sẽ chứng minh cho ngươi từng chút một nếu như ta không muốn đầu hàng ngươi thì sao thân là ngọn lửa của nguồn sống ta biết ngươi có lòng kiêu hãnh của riêng mình nhưng đừng quên ai đã tạo ra ngươi sống hay chết ngươi chỉ có hai lựa chọn này nếu ngươi chết Ta cũng có thể tái sinh ngươi trong lớp Thánh Quang, nhưng sau đó ngươi sẽ triệt để trở thành nô lệ của ta." Chu Tước trầm mặc hồi lâu, cuối cùng lựa chọn đầu hàng. Sau đó, Quang Thiên Sứ vươn tay chạm vào trán của Chu Tước, để lại dấu ấn riêng của mình trên huyệt thần đình của cô. Chu Tước quả thực đã thu thập được rất nhiều dấu ấn thiên đạo, sau khi trao hết cho Quang Thiên Sứ, sức mạnh của cô đã tăng vọt. Tuy nhiên, những dấu ấn này vẫn chưa đủ để mang lại cho Quang Thiên Sứ có được sức mạnh của thiên đạo. Kể từ đó trở đi, trong một thời gian dài quang thiên sứ đã tìm kiếm dấu ấn của thiên đạo trong hư không vũ trụ và sức mạnh của cô ngày càng tăng lên cho đến một ngày quang thiên sứ đã ngừng tìm kiếm bây giờ sức mạnh của ngươi đã không yếu hơn thiên đạo khi ấy tiếp theo đây có phải ngươi sẽ trả thù nhân gian không chu tước hỏi một thế giới tan vỡ không đáng nhắc tới huống chi thế giới này không có tương lai ta chỉ có một kẻ thù duy nhất nếu hắn hiện giờ đã chết ta có thể bắt đầu báo thù từ đâu không định báo thù rửa hận cho thiên phụ thiên đạo của người sao kẻ thua cuộc không cần thương hại ta chỉ là thấy bi thương cho ông ấy rõ ràng trước đó có vô số cơ hội giết tạ lan nhưng ông ấy lại muốn để hắn sống đến cuối cùng vậy tiếp theo đây người định sẽ làm gì rời đi cùng ngươi rời khỏi thế giới này người chính là nguồn sự sống cuối cùng trên thế giới này chỉ cần ta mang ngươi đi cái thế giới không có tương lai này chỉ có thể từng ngày tàn lụi dần đây chính là điều ta thật sự muốn làm thiên đạo đã tạo ra tứ linh thần thú ban cho Chu Tước là chủ của nguồn sống. Sau khi huyền quan của tôi tan vỡ, Chu Tước đã trở thành tia sống cuối cùng trên thế giới, bởi vì tương lai đã không còn nữa. Nếu Chu Tước rời đi, vậy thì thế giới sẽ chỉ tan vỡ từng ngày một. Đến một ngày nào đó, nó sẽ trở thành một nơi chết chóc thực sự. Quang Thiên Sứ không ngừng nói, cô ta sẽ không báo thù thay cho thiên đạo, nhưng cô đem Chu Tước đi, chính là dáng cho thế gian một đòn chí mạng nhất. Trường 1531, tận cùng thế giới hư không quân đã rút lui khỏi thế giới của chúng tôi, chỉ để lại dòng máu ác ma và thanh kiếm ác ma. Rất lâu sau đó, máu huyết của ác ma trở thành tọa độ của ông ta trong thế giới của tôi, còn thanh kiếm được đưa đến chốn tận cùng của pháp tắc đất trời. Quá khứ không thể truy tìm được, tương lai không thể đoán trước được. Thế giới của chúng tôi chỉ còn lại hiện tại, vốn vẫn đang trong tình trạng suy tàn không ngừng. Cái gọi là tận cùng của thế giới là chỉ nơi khởi nguồn sức mạnh của pháp tắc thiên địa, là hạt nhân của vũ trụ. Về mặt toán học, nguồn gốc của vũ trụ từng được quy về một điểm tọa độ cái gọi là quy luật trời đất là ám chỉ bốn vĩ độ được hình thành bởi tọa độ này vị trí hiện tại của tôi đang đứng chính là trung tâm hạt nhân quái dị này dưới hình dạng một thanh kiếm mà quan sát hạt nhân vũ trụ của chúng tôi thanh kiếm là một vật thể ba chiều có thể trực tiếp định vị được ba chiều không gian thậm chí dưới sự trợ giúp của các quy luật của trời đất nó thậm chí có thể chạm đến chiều thứ tư của vũ trụ thế giới chúng tôi nhìn thấy là ba chiều chiều thứ tư được đề cập đến là thời gian. Người phàm không thể chứng minh sự tồn tại của chiều không gian thứ tư, nhưng quỷ, thần thì có thể. Trong dân gian, quỷ có thể du hành qua lại giữa quá khứ và hiện tại. Một số quỷ khí thậm chí đã ở lại nhân gian sống qua hàng ngàn vạn năm nhưng lại vẫn ở lại nơi mình đã chết. Còn về tương lai thì không ai có thể chạm tới được. Tương lai hàm chứa vô hạn khả năng, ngay cả thời không quân cũng không thể đoán trước được tương lai của chính mình, nếu không thì ông ta cũng sẽ không thất thủ. Thời không quân chỉ là người quản lý thực thể thời gian trong thế giới của chúng tôi, chứ không phải là chủ nhân của tất cả dòng thời gian. Trên thực tế, không ai có thể kiểm soát được thời gian cả. Thật không may, với việc huyền quan của tôi bị tiêu hủy, tương lai của thế giới chúng tôi đã bị buộc phải kết thúc theo. Nếu không có tương lai, thế giới sẽ không còn những biến số vô hạn nữa. Trong trường hợp này, thế giới sẽ chỉ còn một khả năng duy nhất, là sự tuyệt chủng. Đáng tiếc nhất chính là, kết cục này không thể cứu vãn, không thể thay đổi được. Đây là nỗi bất hạnh của thế giới chúng tôi, cũng là nỗi bất hạnh của tất cả chúng sinh trong vũ trụ. Nếu nhất định phải bù đắp thì chúng tôi phải khai mở ra một thế giới mới và mang đến cho vũ trụ một tương lai mới. Thêm nữa, chưa kể hiện tại chủ thái cực là Nam Hoa chân nhân không thể làm được điều này, ngay cả cha cô ấy cũng chưa chắc có được sức mạnh lớn đến như vậy. Bởi vì khi khai mở một thế giới mới tương đương với việc tạo ra một thực thể thời gian mới và không ai có thể làm được điều này bởi vì tính tuyến tính của thời gian có đặc điểm là nó không thể bị bóp méo hay thay đổi để tạo ra một thực thể thời gian mới thế giới của chúng tôi thuộc về không gian bốn chiều mà vị diện nơi hư không quân tồn tại phải cao hơn vĩ độ không gian của chúng tôi lấy một ví dụ cho dễ hình dung khi chúng ta đứng trước hư không quân việc này giống như chúng ta đang diễn một vở kịch trên tv vậy còn hư không quân chính là người ngồi trước tv xem kịch bản thân con người vốn khó có thể nhận thức được sự tồn tại của chiều không gian thứ tư nhưng hư không quân có thể dễ dàng nhận biết mọi chuyển động của con người trong vở kịch này, cũng điều chỉnh thanh kiến trình theo ý muốn và làm ảnh hưởng đến thế giới của chúng tôi. Tất nhiên, tất cả những gì ông ta có thể điều chỉnh chỉ là những việc đã xảy ra trong quá khứ và hiện tại, ông ta không cách nào đoán trước được những điều chưa xảy ra, nếu không thì ông ta cũng đã không đánh mất thanh kiếm của mình trong thế giới của chúng tôi. Vì do hư không quân sống ở một chiều vĩ độ không gian cao hơn nên ông ta có thể xem nhiều tivi cùng một lúc. Nếu mỗi chiếc tivi được coi là một thế giới, thì ở vị diện mà ông ta đang có mặt sẽ tạo thành một vĩ độ không gian cao cấp khác một không gian 5 chiều được hình từ vô số các thế giới song song. Đánh giá từ mức độ chấn thương mà hư không quân nhận được khi ông ta vượt qua các vị diện đến với thế giới chúng tôi vào ngày hôm đó, ông ta chắc hẳn là một dạng thực thể sống thuộc không gian 5 chiều. Còn những chiều không gian vĩ độ cao hơn thì không ai có thể nói chắc được. Thực tế thì có hay không sự tồn tại của một không gian nhiều hơn 5 chiều là một điều không thể tưởng tượng được trong cách hiểu ngày nay về quy luật trời đất năm chiều đã là cực hạn của vạn vật. Trong hình dạng một thanh kiếm, dưới sự cho phép của quy luật trời đất, tôi có cơ hội chạm đến những bí mật tồn tại trong hạt nhân của vũ trụ. Những bí mật này, người thường sẽ không thể biết đến, đến thần ma cũng bị cấm kỵ, chỉ có bậc trí tôn ở các vị diện mới có thể biết sơ sơ về chúng. Vì rằng tôi chỉ còn là một linh hồn tan vỡ, lại bị bị giam cầm trong thân kiếm, không biết được sự dài ngắn của thời gian. Trên thực tế, ở hạt nhân vũ trụ cũng không tồn tại khái niệm về thời gian ngày hôm đó tôi bị hư không quân giết chết thần hồn của tôi bị xé thành từng mảnh tất cả đều bị thanh kiếm ác ma hút vào trong thân kiếm sau đó tôi suy đoán rằng có thể là do trước đó hư không quân đã luyện hóa thanh kiếm vạn thiên sấm ngữ của tôi thanh kiếm này với tôi như huyết mạch tương liên nên tôi may mắn mới lưu lại được tàn hồn nếu không phải như vậy tôi sớm đã bị hư không quân giết chết và hóa thành cho bụi rồi những mảnh thần hồn nát vụn của tôi được tập hợp lại trong thân kiếm ngày này qua ngày khác Năm này qua năm khác và sau một khoảng thời gian không thể xác định thì thần hồn của tôi đã được trùng tụ lại trong thân kiếm. Việc được lần nữa sống lại không khiến tôi cảm thấy may mắn, bởi vì tôi phát hiện ra rằng thân kiếm đã trở thành nhà tù của tôi. Thanh kiếm ác ma không chỉ có kiếm ý của kiếm vạn thiên sấm ngữ, mà còn có cả kiếm ý của kiếm ác ma của hư không quân, hai tầng kiếm ý đã tạo thành một lồng giam kết cấu cực kỳ phức tạp. Thanh kiếm vạn thiên sấm ngữ không cách nào hủy diệt, là thần binh mạnh nhất trong thế giới của chúng tôi. Nhưng thanh kiếm ác ma của hư không quân cũng kiên cố khó có thể bị phá hủy, vượt qua mọi quy luật sức mạnh mà con người biết đến. Hai thanh kiếm gãy hợp nhất thành một, tạo thành nhà tù trong thân kiếm, kiên cố nhất thế giới, không cách phá hủy. Tôi đã thử mọi cách, đến cuối cùng phải tự thừa nhận, rằng tôi sẽ phải ở rất rất lâu trong kiếm mục này, cũng có thể tôi sẽ dành phần đời còn lại ở đây. Trong kiếm mục, tôi vẫn bị cô lập với thế giới, cho đến một ngày, pháp tắc đất trời triệu hồi thanh kiếm này đến đây truyền đạt những bí mật hạt nhân vũ trụ cho tôi thông qua thân kiếm. Sau khi tôi hiểu rõ về tất cả bí mật, tôi nghe thấy một tiếng thở dài. chương 1532, cây của thế giới. Có âm thanh gọi tên tôi, giống như âm thanh năm xưa từng gọi tạ mạt lăng trong khắp thiên địa. Tôi chưa từng nghe thấy giọng nói này trước đây, nhưng tôi lại có cảm giác đặc biệt thân thuộc. Có bao nhiêu thân thuộc đây, giống như cha mẹ gọi tên tôi khi còn nhỏ, như anh trai gọi tôi là huynh đệ, cũng như Thùy Hỏa gọi tôi một tiếng phu quân khi chúng tôi thành thân, hay khi tạ mà tạ lăng gọi mở miệng gọi tôi một tiếng cha. Giống như các đệ tử ma đạo khi gặp tôi, gọi tôi là ma đạo tổ sư. Nó thân thuộc nhưng cũng mang theo nỗi buồn dâm ran, vì tôi nghe thấy lời từ biệt. Nhiều năm qua, tôi đã quen với việc chia ly, kể từ khi tôi từ ma đạo bước ra hàn hoang, sinh ly tử biệt luôn đồng hành cùng tôi. Ly biệt và tình cảm đều giống nhau, dù đó là quan hệ cha con, tương tư tình ái, huynh đệ thủ túc, tình chiến hữu hay là tình thầy trò đều sẽ phải ly biệt. Chính chúng sinh có tình, nhân gian mới có nhiều sự ly biệt. Ly biệt có mất mát, nhưng cũng đồng nghĩa với trùng phùng. Nhưng cuộc chia ly hôm nay lại không giống vậy. Vô cùng quyết tuyệt, vô cùng thanh lãnh. Tôi không khỏi nghĩ tới một bài thơ. Gió thổi hưu hưu, dịch giang nước lạnh. Tráng sĩ đã ra đi, sẽ không quay trở về. Tôi sợ hãi cái chết, nhưng so với chết đi, tôi càng sợ cách chia ly này hơn. Trong lòng tôi sợ hãi tôi không biết ai đang gọi tên mình cũng không biết điều gì xảy ra khiến tôi cảm thấy tiếc nuối như vậy tạ lan người ngộ ra chưa phía ngoài ngục kiếm âm thanh lại vang lên ngươi là ai tôi hỏi ta nghĩ ngươi hẳn đã biết ta là ai ngươi là quy luật thiên địa tạ lan có nhân phải có quả thế giới vì tạ mạt lang trộm đi hạt giống của thế giới mà bắt đầu vì ngươi hủy diệt tương lai mà kết thúc đâu là số mệnh của ngươi cũng là sự bi ai cho thế giới của chúng ta tôi trầm mặc sau khi tôi tỉnh dậy lần nữa mới nhận ra sai lầm mình đã gây ra tôi đã đánh bại thiên đạo nhưng điều đó không ngăn được sự hủy diệt của thế giới điểm khác biệt là thân phận kẻ thù ác đã thay đổi thiên đạo sang cho tôi nhưng kết quả thì vẫn như vậy ta phải làm gì để sửa chữa lỗi lầm ta đã gây ra tôi hỏi không thể sửa được thế giới này cuối cùng sẽ bị hủy diệt trong tay ngươi trừ khi trừ khi ngươi có thể tìm được một hạt giống của thế giới khác có thể thay thế hoàn hảo cho hạt giống của thế giới chúng ta sau đó để nó bén dễ nảy mầm trong thế giới của chúng ta ta phải đi đâu để tìm năm xưa tạ mạt lăng trộm được hạt giống vĩnh cửu từ hư không quân ngươi hẳn là nên tới thế giới kia của hắn để tìm hạt giống vĩnh hằng rất chân quý hư không quân cũng chỉ có một cái hạt giống vĩnh hằng trong tay hư không quân quả thật chỉ có một cái nhưng trong thế giới mà hắn sống có tồn tại cây của thế giới vĩnh hằng. Người đã chạm tới những bí mật của vũ trụ, dĩ nhiên cũng biết có vô số thế giới tồn tại song song trong không gian vĩ độ cao. Mà cây của thế giới vĩnh hằng, chính là khởi nguồn của các thế giới song song. Thế giới song song là dạng thời gian, cây của thế giới vĩnh hằng thì là cái gì? Tôi hỏi, thời gian kéo dài dẫn tới vô số khả năng, mỗi khả năng đều có thể coi là hạt giống của thế giới. Cái gọi là cây của thế giới, chính là khởi nguyên của thời gian. Ta hiểu rồi, nhưng giờ ngươi nói với ta điều này thì có ý nghĩa gì nữa ngục kiếm không phải không thể phá ngươi có thể giúp ta phá ngục kiếm sao ta không thể toàn bộ sức mạnh từ quy luật của thế giới chúng ta không thể phá được ngục kiếm của ngươi ta không thể giúp ngươi nhưng ta có thể đưa ngươi tới một không gian vĩ độ cao nơi đó sẽ có người giúp ngươi phá ngục kiếm cho nên ta phải từ biệt thế giới rồi sao tôi hỏi đúng vậy thế giới bây giờ ngày càng hoang tàn ngươi không nên lãng phí thời gian ở đây nhưng mà, ta sẽ cho ngươi thời gian 7 ngày để ngươi từ biệt nhân gian. Ta bị giam cầm bên trong thân kiếm, làm sao quay về nhân gian được? Thần hồn của tôi bị giam bên trong thân kiếm, cắt đứt mọi liên lạc với thế giới bên ngoài. Cũng chỉ có ở đây, quy luật thiên địa mới có thể giao tiếp với tôi. Một khi rời khỏi trung tâm vũ trụ, nó cũng không thể chạm tới được thần thức của tôi. Ta sẽ giao ngươi cho thuần quân, cô ấy là cội nguồn của vạn kiếm, ngươi có thể thông qua cô ấy nhận thức được thế giới bên ngoài. Đương nhiên là chỉ có ngươi cảm nhận được họ, ngoại trừ thuần quân, không có ai có thể cảm nhận được sự tồn tại của ngươi. Nếu như ngươi đã sẵn sàng, giờ ta có thể triệu hoán kiếm linh thuần quân. Vậy chúng ta bắt đầu đi, như ngươi mong muốn. Thái cổ thần giới, mộ dung nguyên duệ đã trở về. Sau khi thiên đạo chết đi, u huynh và trúc chiếu hoàn toàn cắt đứt quan hệ với thiên đạo. Sau khi trở về thần giới, lưỡng nghi thánh thú liền rơi vào giấc ngủ sâu. Trong mơ, cơ thể chúng biến hóa từng ngày, cùng với thú hồn cũng dần chuyển hóa thành nhân hồn. Nam Hoa chân Nhân đã tạo ra hai mộng cảnh thái hư cho hai thánh thú. Khi tỉnh dậy, hai thánh thú sẽ lấy lại được thân phận con người, tạ mạt và tạ lăng. Sự ra đi của Chu Tước đã lấy đi tia sinh cơ cuối cùng của thế giới chúng tôi. Sự tồn tại của U Huỳnh và Trúc Chiếu càng trở nên quan trọng hơn. Người bảo vệ lưỡng nghi mộng cảnh thái hư chính là Thuần Quân. Thuần Quân không tham gia trận chiến thiên quốc, nhưng sự tang thương chết chóc đang bao trùm khắp vũ trụ, khiến tu vi của cô cũng tiến bộ hơn. Kiếm là binh khí đại biểu cho chém giết, đồng thời cũng là cội nguồn của sự diệt phong. Khi thuần quân nhận ra sự tồn tại của cô vừa là sự chúc phúc mà cũng là sự nguyền sủa, tu vi của cô đã đạt tới cảnh giới trí tôn. Cực đạo binh chủ, kiếm linh thuần quân. Ngày nay, thuần quân đang nói chuyện với thủy họa từ lưỡng nghi mộng cảnh, đột nhiên, toàn thân lung lay dữ dội, sau đó đột nhiên nhìn về nơi gầm trời, vẻ mặt nghiêm túc chưa từng có. Thuần quân chăm chú nhìn lên bầu trời, thân thể bắt đầu khẽ run lên. Cô vừa run lên, một luồng thần qua trói mắt bắn ra, khiếm khí mạnh mẽ sắc bén tới mức ngay cả Nguyên Duệ cũng không chịu nổi mà phải lui qua một bên. Thuần quân, có chuyện gì vậy? Nguyên Duệ đứng từ xa hỏi. Thuần quân che tai, khi kiếm khí được đẩy tới cực hạn, cô ngửa đầu hét lớn, như lợi kiếm rút ra khỏi vỏ. Sau đó, thân người cô nhanh chóng hóa thành cự kiếm, bay tới cửu thiên. Nhìn kiếm hình sắp bay mất, Nguyên Duệ rốt cuộc cũng nhận được thần niệm của thuần quân. Chủ mẫu, chờ ta quay lại. Chương 1533, thần vực vĩnh hằng. Tốc độ rời đi của thuần quân nhanh tới cực hạn, thân kiếm lúc ảo lúc thật. Hư không quạnh hiu, tinh tú lạnh ngắt, không ai để ý tới thanh kiếm đang lao tới trung tâm vũ trụ với tốc độ kinh người. Có lẽ sẽ có những bậc trí tôn nhận thức được điều đó, nhưng họ không có thời gian để thay đổi quỹ đạo của thanh kiếm. Thuần quân vứt bỏ mọi thứ. Trong khi chờ thuần quân xuất hiện, tôi hỏi vấn đề quan trọng khác có liên quan đến tôi, ngày đó tôi cùng hư không quân quyết chiến hắn từng nói với tôi một câu hắn nói tôi không biết tôi là ai hôm nay tôi cuối cùng cũng có thể hỏi được vấn đề này tạ lan người đã bỏ lỡ đáp án rồi tại sao vẫn còn muốn truy cứu chân tướng quy luật thiên địa đáp lại tôi xin hãy cho ta biết chân tướng tôi nói ta không biết ngươi rốt cuộc là ai ta chỉ biết một điều cái gì ngươi cùng đồng hành với hạt giống của thế giới tới đây nói cách khác ngươi không thuộc về thế giới của chúng ta giống như tạ mạt lăng cũng không thuộc về thế giới của chúng ta chẳng lẽ ta và ông ấy tới cùng thế giới thiên ngoại kia không ngươi hiểu lầm ý của ta tạ mạt lăng tới từ thế giới thiên ngoại song song còn ngươi tới từ thần vực vĩnh hằng thần vực vĩnh hằng không gian vĩ độ cao mà chúng ta đang nói còn có tên gọi khác là thần vực vĩnh hằng quy luật thiên địa nói cây của thế giới sinh trưởng ở thần vực vĩnh hằng đại bản doanh của hư không quân cũng ở thần vực vĩnh hằng những vị thần sống trong thần vực vĩnh hằng có thể nhìn vào vô số thế giới song song và có ảnh hưởng tới một thế giới trong số đó giúp chúng sinh trưởng cũng có thể khiến chúng bị tiêu diệt mà thân phận thật sự của tôi chính là một dấu ấn tinh thần do một vị thần từ thần vực vĩnh hằng để lại trên hạt giống của thế giới khi hạt giống của thế giới ra lá nở hoa dấu ấn tâm linh cũng đã có đủ sức sống trong thế giới của chúng tôi và trở thành một sinh mệnh mới suy đoán của quy luật thiên địa nghe có vẻ huyễn hoặc người có chứng cứ không tôi hỏi nếu vũ trụ được ví như một bàn cờ chúng sinh là quân cờ thì ngươi chính là trái táo từ trên trời rơi xuống trái táo nhìn thì ngươi cũng ở trên bàn cờ nhưng ngươi không bị ràng buộc như những quân cờ khác nói tới đây có lẽ ngươi đã hiểu được tại sao thiên đạo không thể giết ngươi mà ngươi lại giết được thiên đạo tại sao thật ra thiên đạo cho tới khi chết vẫn không hoàn toàn thoát khỏi quy luật thiên địa hắn cố thoát ra cuối cùng vẫn thất bại còn ngươi thì không bao giờ bị ràng buộc bởi nhân quả của quy luật thiên địa một quân cờ có thể lợi dụng quy tắc đánh bại những quân cờ khác nhưng vĩnh viễn không thể đánh bại được quả táo rơi trên bàn cờ ta hiểu rồi những lời của quy luật thiên địa khiến tôi phải rơi vào trầm tư nhìn kỹ lại quỹ đạo sinh mệnh của tôi quả thực có nhiều chỗ còn mâu thuẫn thậm chí đi lệch khỏi quỹ đạo thông thường trước đây tôi đều cho là mình có được tất cả cơ hội do đạo tổ để lại nhưng thiên đạo tại thượng đạo tổ có thần thông quảng đại tới đâu cũng không thể sắp xếp được tất cả mọi thứ cho tôi sau này tôi lại cho là vận mệnh nhưng bản thân vận mệnh thì không phải đối thủ của thiên đạo bao gồm trận chiến cuối cùng trong vực sâu hiến tế ở thiên quốc có vẻ như tạ mạt lăng đã đả thương và đánh bại hư không quân nhưng cơ hội này thật sự là do tôi trao cho ngài ấy nếu không có tôi trước đó chỉ hoãn thời gian khiến cho hư không quân bị thương nặng hơn đạo tổ dù có mạnh tới đâu cũng không thể đẩy lùi được hư không quân tạ mạt lăng là nhân không phải là nguyên nhân tạo ra tôi mà là nguyên nhân thức tỉnh tôi còn tôi là quả cũng là quả của thế giới này Vậy thì thế giới cũng sẽ bị hủy diệt cùng tôi. Tôi mất thời gian dài để ép mình hiểu được suy đoán của quy luật thiên địa. Nhưng có một vấn đề khác khiến tôi khó chịu. Không thể nào, nếu ta là vị thần tới từ thần vực vĩnh hằng, sao ta lại có thể tồn tại ở thế giới này. Khi người từ thế giới vĩ độ cao tới, sẽ phải gánh chịu sự tấn công không cách nào né tránh được. Lý do khiến hư không quân bị đánh bại không phải vì gã bị tôi và tạ mạt lăng đánh bại. Điều thực sự đánh bại gã là dáng duy đả kích. Gã không chịu được sát thương từ nơi vĩ độ thấp, dáng duy đả kích quả thật là không thể tránh khỏi, nhưng đừng quên ngươi là dấu ấn tinh thần của thần linh. Nếu ta đoán không sai thì vị thần để lại dấu ấn tinh thần đã bị hư không quân giết. Chỉ cần ngươi đủ yếu đuối, vậy thì thế giới chúng ta không ngại chào đón một vị thần cấp cao không tạo ra bất kỳ uy hiếp nào. Vấn đề cuối cùng, sau khi ta rời khỏi thế giới này, một ngày nào đó trong tương lai, khi ta có được năng lực của vị thần cấp cao kia, ta có thể quay lại thế giới này lần nữa không? Tôi suy nghĩ một lúc rồi hỏi vấn đề cuối cùng. Không thể, dáng duy đả kích, không thể tránh thoát. Dù đã biết trước câu trả lời, nhưng khi chính tay nghe quy luật thiên địa nói ra, tôi vẫn không thể chấp nhận được. Tôi đã để lại thế giới này quá nhiều nhân quả. Thậm chí có thể nói, tôi là nhờ thế giới này mới tồn tại được. Nếu tương lai tôi không thể quay lại, vậy thì tôi sẽ mất đi tất cả. Tôi sẽ mất đi thùy họa, nguyên duệ mất đi ma đạo. Dù đã biết câu trả lời, nhưng ngươi nhất định vẫn muốn bản thân trở nên mạnh mẽ hơn đúng không phải tạ lan thật ra ngươi cũng không cần quá bi quan tuy là ngươi không thể quay lại nhưng ta cảm thấy người yêu của ngươi nhất định sẽ nguyện ý đi cùng ngươi ngươi có ý gì nếu sau này họ đủ mạnh mẽ có cơ hội mở ra cánh cửa của thần vực vĩnh hằng